Phần là tâm hồn nhân á, thì như tuần trước á, ta nghĩ tuần trước nữa thì chúng ta có học qua về tâm hồn nhân á, thì các cái phật tử được biết á, có những cái loại tâm á, mà nó phát sinh lên á, mà nó không có những cái nhân gọi là tương ưng, mà những cái nhân gọi là tương ưng á, là cái những nhân mà nó kết hợp với cái tâm thức để nó biết cảnh nhớ trạng thái hiểu biết của tâm thức mà nó đón nhận được, nó đón được. Như chúng ta biết đó là cái tâm tham á, thì là nó có cái nhân tham kết hợp với cái tâm, do đó nó được gọi là những tâm đó là tâm hữu nhân. Như qua cái phần mà chúng ta được biết về trong tâm citta đó, tiếng Pali nó gọi là citta, nghe nè, citta, citta là chúng ta đọc về Pali, từ ngữ căn của nó là chữ chích. Chích đó là có trạng thái suy nghĩ, nghĩ suy đó, à, hay là những trạng thái gọi là những là tư tưởng và nghĩ suy trong đầu óc chúng ta sanh khởi lên đó, thì từ ngữ căn gọi là chữ chích. Do đó nếu ta dịch cái chữ tá đó thì ta nói là cái biết, cái biết đó, cái biết. Nhưng cái tâm là cái biết, thì nguyên thủy với cái tâm của nó đó là một ly nước trắng trong, nó là một đơn vị hồn tí, đơn vị độc nhất, nó không có cái gì cả. Rồi từ cái ly nước á, thì chúng ta bỏ cái gì vô á, thì cái nước nó được đổ đổi tên. Thì ví dụ như ta bỏ nước chanh vô, phải không nè, ta xách nước chanh ta bỏ vô trong cái ly nước này thì ta gọi là nước chanh, phải không nè. Và ta bỏ đá vô thì ta gọi là nước đá chanh, hay ta bỏ đường vô thì nước đá chanh đường vô. Quý Phật tử nghe kịp không? Thì từ một cái nguyên thủy nước á, đầu tiên á, mà chúng ta bỏ những cái gì vô thêm á, thì cái tên nước á, được gọi theo những cái vật dụng, nó bỏ một vật cái thể nó bỏ vô thêm đó, nó gọi tên. Thì vì cũng vậy, vậy như cái tâm cũng như vậy, là cái tâm thì khi chúng ta bỏ cái gì thêm vô thì tên nó được gọi thêm ra. Những cái này á, thì bỏ này vô thì gọi là tâm tham. Khi ta bỏ cái tính chất mà gọi là giận dữ, sân hận, sân si, dữ dằn, quán giận tức vô thì nó gọi là tâm sân. Cái trạng thái mà ta bỏ vô cái gì mà nó không hiểu biết, mê mờ, có tâm thì chúng ta có cái trạng thái là tâm si. Quý tử nghe kịp không? Đầu tiên của nó chỉ là một cái đơn vị độc nhất của nó, giống như là nước vậy thôi. Và khi những cái này bỏ vô đó, nên ta gọi là thành phần sở hữu thuộc cái tâm, nên ta còn gọi là gì? Tâm sở. Tâm sở tức là thành phần, thành phần sở hữu của tâm, nên ta gọi là tâm sở. Tiếng Pali nó gọi là cetasika. Quý tử nghe kịp à? Cetasika. Như vậy thì khi nói đến cái tâm á, mà nó có cái đối tượng mà nó thích á, thì nó gọi là đeo nếu vô, nó gọi là tâm tham á. Thì đối tượng đó làm cho nó có cái tâm gọi là tâm tham á, là tới tụi nó là phải là dính mắt. Dính mắt. Cái chữ tham này là cái chữ dính mắt. Quý tử nghe kịp à? Khi ta nói cái trạng thái mà nó muốn tàn phá, hủy diệt đối tượng nó đi, thì nó kết hợp với cái chữ sân này là tâm sở. Nó kết hợp với tâm sân này thì nó gọi gì? Hủy diệt đối tượng, tàn phá đối tượng. Nó không muốn đối tượng nó còn tại hiện hữu, nên là lúc đó nó bỏ, nó phá hủy. Thì khi mà những cái này mà nó không đồng ý, nó mê mờ tối tâm, thì lúc đó thì nó có cái tên gọi là tâm si, mê mờ với đối tượng, không sáng suốt với đối tượng, không sáng suốt, thấy nè. Như vậy đó thì những cái này á là gọi là tâm sở, tiếng Pali nó gọi là cetasika, là gì? Là những thành phần sở hữu của tâm, phụ thuộc của tâm, gắn bó với tâm, như bóng với hình không rời xa, nó gọi là tứ động. Tứ những cái này á, trong chương 2 á thì chúng ta sẽ được học tiếp là phần mà cetasika, là những thành phần phụ thuộc của tâm á, thì nó có tứ động, ta gọi là tứ động, tứ động, đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng biết một cảnh với tâm, và đồng nương và thần kinh với tâm. Nên do đó nó gọi là tứ động. Những cái tứ động này luôn luôn nó có gắn bó với tâm. Vậy thì khi tâm mà có thì là phải có những loại tâm sở này kết hợp với nó. Thì những cái loại này ta gọi là những tâm
khổ nhân. Ta có những nhân tương ứng với nó, ta gọi là những nhân tương ứng với đó, ta gọi là tâm hữu nhân. Nhân đấy mà chúng ta được biết đó, gọi là nhân tương ứng, có sự kết hợp hòa trộn với nó, gọi là tâm hữu nhân. Tâm nhân đấy là những tâm có sự kết hợp với tâm, hòa trộn với tâm, hòa trộn với tâm, phải không nào? Tương hợp với tâm thì ta gọi là tâm hữu nhân. Còn cái phần mà chúng ta đã được học qua trong những tuần trước đó, mà ta gọi là tâm vô nhân đó, là những tâm đó không có những nhân tương ứng này kết hợp với nó, nên gọi là tâm vô nhân. Cứ tưởng nghe kịp ha. Như trước đây ta học về 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, là những tâm đó ta gọi là tâm hữu nhân. Hữu nhân gì? Nhân bất thiện. Cứ tưởng nghe kịp ha. Tâm hữu nhân bất thiện, nó có những nhân bất thiện kết hợp với tâm để mà biết cái cảnh là gì, cảnh bất thiện hay cảnh xấu, cảnh không được tốt. Nó tự nghe kìa. Như vậy đó thì những cái lúc mà ta học á thì chúng ta có hai loại tâm đó nè. Ví dụ như ta nói có hai loại tâm, nó có hai loại tâm: tâm hữu nhân, tâm hữu nhân, và có những loại tâm vô nhân. Thì những cái loại tâm mà chúng ta gọi là tâm hữu nhân như nãy sư trình bày đó, thì những cái loại này là những có những cái tâm sở nó kết hợp với tâm, mà nó tác động với tâm, làm cho cái tâm hòa hợp với những cái nhân tố đó để mà biến với đối tượng cảnh đó theo tính chất của sự kết hợp của nhân tương ứng. Ví dụ như nhân tố tham kết hợp với cái tâm làm cho ta có cái tên gọi là tâm tham, thì tính nhân tố này nó đến với cái tâm làm cho tâm dính mắc vào đối tượng. Như nhân tố sân kết hợp với cái tâm, ta có gọi là tâm sân, là nó kết hợp nhau làm một cái việc cho tâm biết gì, hủy diệt đối tượng, tàn phá đối tượng, không muốn đối tượng đó. Và như nhân tố si kết hợp với cái tâm, ta có tên gọi là tâm si, nó hình thành ra cái tâm biết đối tượng là gì, mê mờ không sáng suốt, không rõ biết, vậy là đối tượng. Do đó những cái này ta gọi là những tâm hữu nhân. Còn mà những tuần trước á, mà ta được học qua tâm vô nhân á, thì chúng ta nói trước á, là chúng ta có 18 cái tâm vô nhân, thì chúng ta chia nó ra làm hai thể loại. Vậy thì những cái tâm gọi là tâm vô nhân là những tâm nó có mang tính chất là tâm quả, và một cái tâm nữa thứ hai người ta gọi là tâm vô ký, hay là ta còn gọi là gì, tâm vi tác. Vô ký, vô ký quả, vô ký quả, vô ký vị tác, ta gọi là những tâm đó ở góc độ là gì, không có nhân tương ứng, không có nhân tương ứng, được chưa? Vậy thì ở đây ta được học qua từ trước nữa đó, thì chúng ta được học trong nó có 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân. Sự ôn lại trong cái tự định nghe lại, và chúng ta có 8 tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm di tác vô nhân, cộng chung lại chúng ta có 18 tâm vô nhân. Sư đi từng tự chúng ta sẽ biết được. Vậy thì này ta, trước khi ta đi qua tiếp cái phần học tiếp đó, sẽ ôn lại cho các đệ tử nắm bắt được, là chúng ta được biết tâm là một đơn vị độc nhất, thuần túy, nó chỉ có một mà thôi, đơn vị độc nhất của nó. Nhưng mà nhiều tính chất của những tâm sở bỏ vô nó thì tên gọi của nó được theo những cái tính chất mà của tâm sở bỏ vào, làm cho nó tên gọi tâm đó, nó có được tên ra. Nếu ta nói đó đối tượng của nó là dính mắc, thì tâm sở nó được bỏ vào trong cái trạng thái biết cái đối tượng đó là một cái đối tượng, một cái nhân tố đi là tham, bỏ nó vô. Nếu ta nói một đối tượng không có nghĩ, ghét bỏ và muốn bị diệt nó đi, thì nhân tố đến với tâm á sẽ hình thành với cái tính chất là gì, sân, hủy diệt đối tượng, phá hủy đối tượng và không cho đối tượng nó từng tồn tại. Thì lúc đó tên gọi cái tâm gọi là tâm sân, biết đối tượng gì, không quan hỷ, tàn phá hủy diệt nó. Nếu như đối tượng là cho tâm không biết được, nên mà nhưng nguyên tự thấy có một cái vật thể nào đưa tới đối tượng, nguyên tự không biết được đó là cái gì,
thì lúc đó đó đầu tiên mà tôi cầm cái vật thể đó mà tôi không biết cái gì đó, tôi đang ở trong trạng thái gì, một cái tâm si mê không có hiểu biết, cũng biết tôi cầm vô cái tôi biết liền là tâm đó là có trạng thái hiểu biết, mà biết góc độ nào hiểu, có trạng thái có trí hay là trạng thái có một cái kiến thức về cái đó thôi, thì nó cảm có cái tính chất đó kết hợp vô liền. Vậy thì khi những cái trạng thái đối tượng nó đến á, thì những cái loại mà hình thành sở thuộc của tâm á, nó đến đúng như tính chất của nó để cho tâm biết được đối tượng thích hợp vừa theo ý của nó. Như một nhà làm xe hay một nhà sản xuất tất cả chế tạo ra, chẳng hạn như quý tử thấy với cái hãng xe mà nó có đó, thì những thành phần phụ tùng để muốn ra chiếc xe nó phải phù hợp tương xứng với những tính chất của nó, phải kết hợp cho nó mới ra được cái tính chất của chiếc xe. Thì những cái thành phần đó, đó được gọi là gì? Những thành phần thuộc lực tâm sở, sở hữu đồ của tâm. Thì những ta nói như chiếc xe thì ta nói những đồ phụ tùng của chiếc xe kết hợp nhau như vậy. Chứ còn nếu nói ra thì chiếc xe là một thành thành tổng hợp kết hợp lại mới có được, thì ta nói cái trạng thái biết được một đối tượng là một sự tổng hợp kết hợp lại của tâm và những thành phần tâm sở để mà biết được đối tượng đó một cách rõ ràng theo cái khả năng của cái tâm và tâm sở nắm bắt được đối tượng đó. Vậy thì khi ta nói một cái tâm nó sinh ra không thể nào nó có một mình nó được, mà khi nó có đó thì nó có những thành phần kết hợp đó, ta gọi là những tâm sở. Nhưng mà ở đây nó có hai loại mà tâm, những gì mà gọi ta là nhân và là vô nhân, hữu nhân và vô nhân, là những cái trạng thái nó tác động vô trong cái tâm để mà làm tâm tái tạo lại trong thời gian biết đối tượng đó, thì cũng có ta là tâm hữu nhân. Còn những cái trạng thái chịu đựng đón nhận những cái gì là quả sinh ra, trạng thái đó nó không có hưởng lấy cảnh được, nó chỉ là một trạng thái hưởng nó chỗ sanh gần chứ không có hưởng được đó. Quả như trái cây mà chúng ta được nói, trái cây chúng ta không có, trái cây nó không có hưởng được, mà có người hưởng được trái cây, trái cây nó chính nó là quả, nó không có hưởng được. Cái tên nghe kịp không? Cái tên những lời tâm quả đó thì chính nó chỉ hiện bài ra do một cái hậu quả, một cái tác nhân tạo nó ra mà nó có, thì chính nó gọi là những trạng thái chỉ sinh ra mà nó không hưởng lấy cái trạng thái của nó đó, nên gọi là tâm vô nhân. Cái tên nghe kịp không? Rồi từng vừa rồi á là chúng ta được nghe và chúng ta được biết đó, nó có bốn loại nhân, có bốn loại nhân. Thế là thứ nhất á, ta gọi là nhân nhân, đúng không? Nhân nhân tức là những yếu tố hình thành ra tâm, làm cho tâm kết hợp được đó. Nhân nhân chúng ta có mấy loại? Ta có sáu loại nhân, đúng không? Sáu loại nhân. Mà như vậy thì tại ở đây nó kết hợp cái tâm á, thì ta gọi là nhân tương ưng, hay ta gọi là tâm quan trọng với tận nhân. Người ta với tâm là ta có nhân tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Chúng ta có một loại nhân thứ nhất, cái chưa. Còn cái thứ hai là duyên nhân hay là nhân duyên, ta gọi là duyên nhân hay là nhân duyên cũng được. Là yếu tố gì? Là ta nói tới là tứ đại, là nhân, là một nhân tố. Tứ đại là một nhân tố tạo ra sắc quẩn hay là tất cả sắc pháp, thì lúc đó ta gọi là nhân duyên. Cái ta nghe kẹp ha, nên ta gọi là nhân duyên. Thì tứ đại là yếu tố hay là một cái tác nhân tạo ra tất cả các sắc pháp hội ngộ trong đời này, sắc quẩn hay là sắc pháp, sắc hữu sinh mạng hay sắc vô sinh mạng, đều được gọi là gì? Nhân duyên. Cái tên nghe kẹp ha, đó là cái thứ hai, được chưa? Rồi cái thứ ba mà quý tử được học qua trong những tuần trước là gì hả? Cái tên là gì mà chúng ta được học qua hả? Cái gì nữa? Rồi bắt đầu mở tập ra nha. Bắt đầu mở tập trang 6 21 trí thượng nha. Dạ. Dạ. Nào, tâm vi tác này nó có hai ngũ môn, hai ý môn, không có gọi là gọi là ảo giác đâu. Tại vì cái này đó mình đã học xưa rồi, mấy cái khóa sư dạy trước đó
nó có những loại tâm di tác này mà hàm vô có, là tâm khai của môn, là tâm khai ý môn, nó có. Do đó mình học cái ra mình mới thấy. Con nghe kịp không? Chứ không phải là những loại tâm di tác mà hữu nhân. Mình chỉ người hàm vô chỉ có xài những loại tâm di tác vô nhân, chứ không có những loại tâm di tác hữu nhân. Tâm di tác hữu nhân chỉ dành riêng cho Phật A-la-hán hay là Phật vô sinh. Do đó mình nói rõ chứ chúng ta cũng không có gì thắc mắc. Cái đó là điều mà chúng ta học chưa tới. Hay chúng ta đọc học qua rồi chúng ta không nhớ. Bây giờ chúng ta thắc mắc họ chứ. Thực ra là sư có nói qua cái loại đó. Với những loại nào mà chúng ta có được là những tâm di tác mà hàng Phật tu chúng ta có, là những tâm di tác vô nhân, như tâm khai ngũ môn, tâm khai ngũ môn là những tâm này làm ở cơ lộ ngũ và những lộ ngũ lộ lộ ý, những tâm đó nhà hàng Phật tu chúng ta cũng có sự hiện được là tâm di tác đó. Do đó thì chúng ta phải thấy rõ rằng chúng ta chưa nắm rõ được, phải chưa nào, phải chưa? Rồi chúng ta đi tiếp qua thứ hai và thứ ba. Chúng ta nói tới cái trạng thái nhân thứ ba là chỉ tốt nào nè, dạ, trí thượng, trí thượng nhân quán nè. Rồi chúng ta qua trí thượng nhân, cái tử không có ổn đó, và chúng ta tiếp tục rồi, phải chưa? Trí thượng nhân á là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện tạo tác ra nghiệp báo cho chúng sanh. Quý tử nghe kịp không? Nghiệp thiện, nghiệp thiện bất thiện, và chưa tạo tác ra tất cả mọi chúng sanh trong đời này. Quý tử kịp nè. Rồi cái nhân thứ tư là chi nè? Hả? Phổ thông nhân đã là vô minh, hả nè? Chính cái tác nhân là vô minh hình bày ra tất cả chúng sanh có mặt trong đời. Phổ thông nhân ở đây á là quý tử Phật tử được nghe, và quý tử được nghe qua trong cái phần mà vô minh tâm vô nhân sư giới thiệu cho quý tử về tâm vô nhân. Nhưng mà khi quý tử lên tới bộ pháp thú là bộ thứ bảy ba tha ná đó, thì lúc bây giờ sư sẽ trình bày quý tử lại trong cái phần mà nhân duyên. Ở trong cái phần mà nhân duyên á, lúc đó quý tử sẽ được học lại hết tất cả những loại nhân này ở tại nơi cái duyên thứ nhất trong bộ pháp thú, và trong bộ pháp thú là bộ thứ bảy của tại Abhidhamma, mà quý tử sẽ được học rõ nhân duyên đó. Nó có tất cả là 7 câu chính hay là 7 câu lọc, còn có tất cả 24 cách, 24 cách để hiện bài để kết hợp ra tính chất của nhân duyên thì bởi tất cả các pháp lúc đó. Thì lúc đó quý tử sẽ thấy rõ lại cái tính chất nhân này nữa, mà trong từng mỗi yếu tố của mỗi câu lọc đó là thiện và duyên với bất thiện. Thế bởi nhân duyên thì lúc đó quý tử sẽ thấy tác nhân nó sẽ làm như thế nào gây việc thiện. Khi quý tử muốn xả thí thì giới thăng thiện là những loại đó, là quý tử phải có những nhân thiện kết hợp quý tử mới làm được điều xả thí bất thiện thì chỉ giới thăng thiện được. Còn nếu như mà quý tử đang trang thái như là trộm cắp, tham sang tham hay là trộm cắp hay là nói dối và ngũ giới đó, thì quý tử sẽ đi qua cái nhân bắt thiện, nó tác động lên pháp thiện, pháp bất thiện làm như pháp bất thiện. Thì nhân duyên quý tử sẽ học lại cái phần đó. Ở tại nơi đó đó quý tử sẽ thấy rõ hơn và đi vào chi tiết hơn. Còn tại đây thì sư trình bày cho quý tử là vì chúng ta đi học tới cái phần mà gọi tâm vô nhân, thì ở đây tâm vô nhân đấy là chúng ta chỉ học có một loại thứ nhất thôi là nhân, nhưng nhân là 6 loại nhân tương ưng mà chúng ta được biết. Bộ phần nhân tham nhân sân si, nhân tham nhân sân si cái chưa? Rồi nhân dân Việt Nam ta, nhân dân Việt Nam ta thường hay nói khi mà nói chúng ta có nhân duyên hôm nay gặp nhau, cái chữ nhân duyên đó chúng ta hơi lợi dụng cái tiếng nói đó, chúng ta chưa rõ cái từ ngữ nhân duyên vậy đó, mà chúng ta phải nói mãnh lực nào hay là tác nhân nào làm chúng ta hôm nay có mặt ở đây, chúng ta mới nói rõ hơn. Nhưng mà nếu những người mà không có học vô trong những danh từ chuyên môn về Phật ngữ hay là họ không biết rõ về Phật pháp đó, thì họ sẽ nói một cách đơn giản theo cái nhân duyên muốn nói sao cũng được, người nghe hiểu hay hiểu tùy duyên. Do đó đó thì quý tôi sẽ thấy cái chữ nhân duyên nó không có đơn giản như vậy đâu. Khi ta nói tới hệ tu bát chạy vô ở trong cái bộ thứ bảy của tạng Abhidhamma, còn bộ đó tính chất nhân duyên rất là quan trọng. Chính tại đó Đức Phật ngày xưa 24 duyên á,
thì nhân viên cái hàng đầu để mà khai triển cho chúng ta học được và thấy rõ tính năng của nhân viên rất là quan trọng. Vậy thì khi chúng ta nói nhân viên nào mà hôm nay ta gặp đây á, ta nói vậy là không đúng. Nếu những người mà có học thức về Phật pháp á, họ ngần ngại trước những lời nói đó, tại vì khi họ nói thì không đúng á, họ phạm vô giọng ngữ là nói dối, không chân thật, là tính năng thực thật của câu nói của câu cái nghĩa pháp ngữ Phật pháp. Do đó thì khi chúng ta nói là nhân viên nào, đừng nói vậy, chúng ta nói chứ tác nhân nào, thì lúc đó tác nhân mà quý tử sẽ thấy là những cái nhân nhân chúng ta chưa nói được nhân duyên được. Quý tử nghe kìa, tác nhân nào mà chúng ta có mặt đây là quý tử sẽ đến đây với trạng thái là của tham, của sân, của si. Chúng ta có mặt ở trong lớp học này, trong cái buổi học Phật pháp này với bà tác nhân đó, thì ta nói là nhân nhân làm cho chúng ta có mặt ở đây. Cũng vậy, khi mà chúng ta sẽ nói là cái ai hay là nhân nào làm cho chúng ta có mặt cái sắc thân này, sao sắc thân nào làm chúng ta hiện hữu trong sắc thân này, thì quý tử sẽ nói là gì? Duyên nhân là tứ đại làm cho ra sắc thân này. Thì lúc đó quý tử sẽ nói có cái nghĩa hơn. Được chưa nè? Rồi, cái một hành động trộm cắp và nó hiện bài, hay là một hành động đang trộm cắp sắp sửa được hiện bài, thì quý tử nói chứ nhân nào mà người đó làm trộm cắp, nhân nào người đó làm cái chuyện là gì, lấy một của người mà không cho, thì nó là gì? Chỉ thực nhân. Chỉ thực nhân, nhưng cái tình nghe kẹp không? Và cái trạng thái nào mà chúng ta còn phải bị sanh tử luân hồi, mà chúng ta còn phải sanh sanh tử tử luân hồi mãi và không chấm dứt, cuộc đời chúng ta cứ lặp đi lặp lại chứ một cái thói quen, hay là chúng ta có trong cuộc sống này cũng bao nhiêu cái cảnh khổ chúng ta phải đón nhận đó, thì ta nói đó là tính chất phổ thông rồi. Nhân phổ thông rồi, ai cũng có, không riêng ai. Khi nào ta còn phàm thì ta cũng có, không lo sợ chi cả. Chứ khi nào ta là bậc thánh nhân, ta mới ra khỏi đó được, thì ta duyên bó cho bởi vốn dùng mình. Do đó, những cái đó khi mà tôi nói như vậy đó, là chính xác về lời dạy của Đức Phật, và chính xác những lời nói của mình không sai chạch, là chính xác những cái tôi không phạm vô giọng ngữ. Cái tôi nghe kìa pha, thấy chưa? Vậy thì đó là cũng là một cái yếu tố để chúng ta tạo ra một cái chuyện thiện, hay là con đường chúng ta đang sống để cho chuyện thiện ta được hoàn chỉnh, chứ không tôi góp vào những gì gọi là bất thiện mà chúng ta phải đón những cái khổ đau. Có những người ta nói chứ, ô tôi đến chùa tôi tu nhiều lắm, tôi sống một đời cũng trong Phật pháp trong chùa không, mà sao tôi khổ vậy? Và chính là những lúc đó họ nghĩ sai chặt đó, họ biết từng một cái việc nhỏ mà họ nắm bắt được chính xác, từ đó họ đang sợ ám giới, họ là phải đức giới, hay là họ có một cái pháp thiện, họ chỉ có những pháp bất thiện, là những cái pháp đó tái tạo cho lại họ quả báo cho số sanh lên đó, thì lúc đó họ đón nhận cái khổ trong đời mà họ đang nói là họ làm việc gì không à. Cái tự nghe kịp không? Vì họ không nắm bắt được một cái căn bản nền tảng khi ta làm một cái gì trong cái đời sống hàng ngày, qua thằng lời và ý suy vào đó ta tạo ra cái nghiệp, chính cái nghiệp đó làm cho ta đón nhận là cái quả báo, nên ta gọi là gì? Lý nhân quả. Khi ta nói cái lý nhân quả đó, thì lúc đó không thể nào chúng ta nói một cách đơn giản được. Với những người mà chúng ta hiểu nó chứ, cái học mít trồng xuống gieo lên cái cây mít, cái mít sẽ trổ quả, thì cái đó là đơn giản. Nhưng mà khi ta nói quả thì những lúc mà ta làm cái nhân nào để có cái quả này, thì ta phải thấy nhân nhân có, trí thực nhân có, phổ thông nhân có, nó mới tạo ra nhân duyên có. Hôm nay chúng ta có mặt đã, cho ta nói đơn giản là nhân quả là hạt giống có, từ khi có phát triển lên, rồi chính ở đó rồi cái trái qua rồi chuyển qua quả thành, không nói đơn giản gì được đâu. Nhân nhân có tạo ra trí thường nhân có là hành động mới nhận thấy tái tạo lại trong sự luân hồi là phổ thông nhân, và cho ta có mặt trong đời này với sắc quẩn này là nhân duyên hay là gì? Cái đó ta mới nói là nhân quả mới được. Còn không á thì cứ tự nói cách hồi hộp, nói cách đơn giản và nói một cách không chi tiết như vậy đó, là chúng ta không nắm rõ được từng mỗi vấn đề như vậy đó, là chúng ta cũng có để chúng ta làm lỗi trong lúc mà chúng ta đang nói được kìa. Như thế phải cảm ứng bạn ghê lắm, càng biết nhiều á là chúng ta càng phải hành động nhiều trong cái hành động của mình, ăn lời và ý hết sức và gì cả. Để còn chúng ta không có bị ở trong cái trạng thái không biết tại sao tôi bị cái này, lúc đó tôi đang ở trong trạng thái gì? Phổ thân nhân,
đang chụp lấy Phật tử. Khi Phật tử nói tôi không biết tại sao tôi đang ở trong cái này, là Phật tử đang bị cái phổ không nhanh, đang chụp với Phật tử. Mà mình nói cái lời không biết tại sao mà tôi phải chịu đựng cái này, là Phật tử đang nói cái lời nó không chung thân ở trong cái trí thượng nhân đang tái tạo Phật tử. Mà quý tử muốn nói và các ý muốn nói để cho mọi người thì biết rằng Phật tử đang làm cái gì, một cái nhân nhân của nó. Hãy cảm tạ. Khi ta biết nhiều là quý tư phải càng phải dè dặt nhiều và càng bớt nói, và trong khi đó suy nghĩ cho chính xác để chúng ta hãy thành đồng trong cái khi thanh với lời của mình có thể xảy ra những cái sự sai sạch, sai chặt đó. Phải hết sức là cảm tạ. Thế tôi nghe kẹp chưa? Sự đó chậm quý tư nghe kẹp không? Nãy giờ sự nó chậm rồi quý tư nghe kẹp không? Rồi, trí thượng nhân của tôi là cái nghĩ mình nó do thành lập. Dạ, do cho bởi đầu tiên là nhân nhân nó đẩy qua trí thượng nhân mà hiện bài được nó bởi phổ không nhân. Và con người chúng ta có mặt trong đời này là nhân duyên. Thành đầu nhân nhân là do mình tác ý. Dạ. Tác ý rồi mình mới sinh ra thành lập. Hành động. Nhân nhân rồi cái mà mình phải dạ. Lúc hồi mình phải phổ thông. Cần nhân duyên có mặt. Rồi chưa? Dạ. Tôi nghe kìa không? Sư nói chậm với tôi nghe kìa không? Kịp ha? Rồi chưa? Rồi, như này thì nay chúng ta học qua cái phần mà gọi là tâm vô nhân. Nó không nằm ở trong góc độ của nhân nhân này. Tâm tham, tâm sân, tâm si, 12 tâm bất thiện trước kia chúng ta đã có học qua là nó nằm ở trong cái loại nhân nhân này. 8 tâm tham nó nằm ở trong cái nhân tham này. Hai tâm sân nó nằm ở trong hai loại cái nhân sân này, và hai tâm si nó nằm ở trong là gì, hai là cái nhân si này. Quý tử nghe kẹp hai tâm si. Rồi những tuần tới mà chúng ta được học tiếp qua những tâm thiện, những giới, hay chẳng hạn như những tâm mà chúng ta đã thiện đại quả đại di tác, hay là những tâm thiền sắc giới, những tâm thiền vô sắc giới, hay là những tâm đạo tâm quả đó, là lúc đó ta gọi là những tâm hữu nhân, là những tâm vô tham vô sân vô si. Quý tử nghe kẹp ha. Do đó ta gọi là những tâm đó gọi là những tâm hữu nhân, và những tâm nào là tâm vô nhân. Tâm vô nhân xin nói lại là những tâm khi nó sinh ra biết đối tượng nhưng mà nó không có nhân nhân tương ưng kết hợp với nó khi mà nó biết bắt đối tượng. Quý tử nghe kịp ha. Rồi ta ghi trở lại với chữ thấy thì chúng ta định nghĩa cho sắc xác định một rõ ràng. Tại vì sư biết có một số Phật tử đã học qua rồi tới ngày hôm nay cũng vẫn có hỏi là tâm vô nhân là gì sư. Cái đó nó cứ hỏi đi hỏi lại mà con giảng cứ như là bị confused dữ lắm, không biết tại sao nhưng mà hỏi mình biết à. Dạ, sư phải cho rồi cho cái tượng nghe kẹp ha. Nghe tâm vô nhân mấy nè, tâm vô nhân là những tâm biết, tâm vô nhân là những tâm biết có tượng, là những tâm biết đối tượng mà không có nhân tương ưng kết hợp. Được chưa? Cái tên này định nghĩa rõ nhân trước nè. Tâm vô nhân là gì? Là tâm vô nhân là những tâm biết đối tượng. Đối tượng là tâm biết bà con nè, đó là cảnh đúng không nè. Rồi, đối tượng là cảnh mà khi mà nó sinh ra nó bắt được cảnh đó, nó không có nhân tương ưng kết hợp với nó, nên ta gọi là tâm vô nhân. Nghe chưa? Thứ nhất ta nói là tâm vô nhân là thứ nhất là biết đối tượng mà không có nhân tương ưng. Thứ hai, tâm vô nhân là những tâm thuộc về tính vô ký. Tâm vô nhân là những tâm thuộc về vô ký, là vô ký quả, vô ký quả, vô ký di tác. Nghe chưa? Chúng ta có hai tâm vô nhân là những tâm thuộc về tính vô ký, mà nó còn có hai là vô ký quả và vô ký di tác. Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi thứ ba, khi tâm vô nhân và tâm vô nhân là khi nó hiện bài mang đặc tính
nên đặt tên đón nhận hay thâu bắt đối tượng hay thâu bắt đối tượng một cách máy móc, phải chưa? Do đó nó gọi là tam cốt vô nhân, phải chưa? Rồi khi mà cái tâm á, mà nó hiện bài cái đó tới nó bắt cái đối tượng á hay là đối nó bắt cảnh á, nó chỉ làm cái tính năng của là gì, là máy móc thôi, nó không có hưởng lấy cái cảnh đó. Nó bắt xong rồi nó truyền trao lại cho cái tâm kế tiếp nó liền, nên gọi là tam cốt vô nhân, phải chưa? Do đó đặc tính thứ ba của tâm vô nhân là gì, là khi nó hiện bài nó mang đặc tính đón nhận hay tâm bắt đối tượng một cách máy móc, và nó không có thù hưởng nó đối tượng đó, nó không có hiểu tới cái cảnh đó. Quý tử nghe kịp không? Nhưng như cái máy mà trước khi có một cái giới thiệu, nhưng cái máy chụp hình, quý tử nói máy chụp hình thâu bắt cảnh sát, nó là thâu bắt cái máy móc. Còn hỏi nó thích cái cảnh đó không, nó không thích được, tại vì nó là máy, nó không biết gì cả, cho nó chỉ thâu với những chức năng của nó mà mình ra lệnh nó, và nó làm theo đó, và nó thâu bắt về những cái gì mà chúng ta muốn cầu. Thì ở đây quý Phật tử sẽ thấy nè, cái máy chụp hình đó nè, cái nút bấm ở đây nè, phải không nè, rồi chúng ta kêu nó bắt lấy cảnh sát vô, thâu lấy cảnh sát nó vô trong cái máy chụp hình của ta, thì cái đó là quý Phật tử sẽ thấy cái máy chụp hình chức năng nào là thâu hình. Tôi sẽ nói cho nghe nè, máy chụp hình đây nè, thì chức năng nào là thâu hình máy chụp hình hả? Ông kính được chưa? Quý tử nói là tôi sẽ nghe, cái máy chụp hình đó thì chức năng nào là thâu hình? Ông kính rồi chưa? Khi nào sẽ hỏi qua hai lần đó, tức là chưa xong đó, hai hỏi nữa đó, cái máy chụp hình chức năng nào là thâu hình, rồi bắt đầu nghe hỏi, tôi không dám hỏi rồi được chưa? Rồi khi máy chụp hình chức năng mà thâu hình là nó bắt cái kính, chỉ là một cái trạng thái phản quang giữa cảnh sát với cái máy, nút bấm là người thâu cái chụp hình xuyên qua cái kính vô trong và bên trong, do là nút bấm. Vậy tôi nghe kịp không? Cái nút bấm là cái trạng thái thâu bắt được cái cảnh sát qua cái ống kính của cái máy chụp hình, chứ mình không thể nói là cái máy chụp hình mà thâu cảnh sát bởi cái ống kính được, cái màn kính nó được. Vậy tôi nghe kịp không? Cái này mà không nhấp nháy lên á thì cảnh sát không vô được ạ. Phải không nè? Nếu có tôi phải cẩn thận vậy đó, bắt chính xác. Nên nhí là một cái, nó thâu cái tôi mặt để mà thâu trọng nha. Có những người ta sẽ bắt cái máy thâu trọng đó để chạy vô cho đứng đó. 16 phút, 16 giây, cho kịp, còn có mình trong đó đó. Thì cái lúc tôi thấy cái đợt đèn nó đỏ lên không? Thì nó từ cái nó khát chát lên, cái bắt đầu nó gò có rồi, dính cái mình thì dính vô tờ giấy rồi. Thì ta có tự thấy không nè, đó là cái chức năng của máy thâu hình đó nè, máy chụp hình, máy thâu hình. Vậy thì cái nút bấm tay làm cái động tác nháy lên đó, thì lúc đó cái cảnh sát nó mới vô qua cái cổng kính và nó giữ lấy lại ở bên trong. Thì cũng ở trong cái tâm nhận thức của ta mà thâu cái cảnh sát cái máy chụp hình đó, cái màn hình đó, thì chúng ta biết cái tâm nhận thức chúng ta có, vâng nè, thâu lấy được cảnh sát đó, thì chúng ta phải có tâm nhận thức, vâng nè. Cái thứ hai nữa là phải có cảnh sát, đúng không nè. Và cái thứ ba nữa là thần kinh nhãn. Và cái thứ tư nữa là gì? Phải có tác ý, vâng nè, vâng nè, phải có tác ý. Rồi cái tâm nhận thức á, nó sinh lên á, rồi thứ tư là gì? Là ánh sáng. Bốn nhân sinh tâm nhận thức. Thứ nhất là gì? Phải có cảnh sắc, phải có thần kinh nhãn, phải có tác ý và có ánh sáng. Thì bốn cái này quý tử cái nào là chính hả? Rồi quý tử nói cái nào chính nghe nè, nhìn tỏ nhiên cái nút bấm này, ở đây có nút bấm tâm nhận thức, một cái nút bấm đó, cái nút bấm là cái nào ở chỗ rồi ta thấy mà nó nút bấm chưa hiểu nữa, trời thấy gì đây.
sợ hãi, dằn phút, dằn sành, tâm dằn thích. Rồi nút bấm. Chứ gì nút bấm cho đâu đâu. Không có thấy. Thì sẽ có tác ý thôi. Phải không nào? Cái tác ý là cái nút bấm đó. Lên được nghe kìa không? Nha. Tác ý bấm nút, bấm nút. Rồi tác ý bấm nút. Đường nào cũng nói được hết. Cái lớp này. Rồi nè. Lên được nghe kìa ba. Có cảnh sát. Có thần kinh. Có ánh sáng thấy đó. Nhưng mà mình không thâu á. Không cơ mà. Không vô à. Cái tên kia kìa bông, giống như tưởng muốn nhìn là tiền nhìn à. Còn cái tôi không muốn nhìn đó. Nó trên trời trước mặt tôi không nhìn à. Cái tên kia kìa bông, tại nhìn thấy mà ủ, cái cá. Nhưng mà con muốn nhìn, cái nào cũng nhìn được cái đó. Cả nào cũng nhìn đó, là tại vì cái tác. Tác ý mà cũng nhìn rồi đó. Cái tên kia kìa ha. Như thế thì anh ấy, tôi tưởng thấy là bỏ bỏ hàng như vậy đó. Nhưng mà cái trạng thái mà tâm nhận thức nó thâu lấy được cảnh sát đó đó. Không qua phải lại nó hưởng thức đâu. Không có thưởng thức đâu. Tôi tự nhìn thấy đó. Nhưng từ trước đó, sư đã nói qua đó. Với con mắt trò của con người người ta đang. Mà chúng ta học về con mắt đó, ta học đó. Đúng không? Những cái đường găng, đường găng ở trong đây á. Để mà thâu lấy cảnh sát á. Con mắt của ta nó mổ ra đó. Phải không ạ? Thì những cái đường găng mà chúng ta đang mặc ở trên đấy á. Mà nó đang trùng cái con mắt mình lại đó, mình có tự tháo mắt ra là thấy nó gân xanh gân đỏ nó chạy bọc cái chấm mắt mình đó. Đó là thần kinh thăng, chứ không phải là thần kinh nhãn. Có tự phải cắt đi cái mắt này ra nữa, bổ cái mắt ra giữa ra trong đó. Cái thần kinh nhãn nó mới nằm ở trong đó, mới thâu được cảnh sát. Cái tự nghe kịp không? Nên nó con cái cục sạn mà nó bắn vô trong con mắt mình đó. Là những cái thần kinh này nó ngùi nhột ngạt, nó ngứa ngái, nó khó chịu, nó đỏ mắt, nó chảy, nó mắt sống, nó đẩy cái cục nhạc, cục sạn nó ra. Cho có ảnh hưởng gì thần kinh nhãn mình đó đó. Tự nghe kìa không? Nhưng mà cái thần kinh nhãn nó nằm bên trong á. Mà ta nói ra một điểm. Nhưng mà thật ra Đức Phật nó xuyên qua tới 7 lớp của con mắt. Thì nó nằm bên trong á. Thì lúc đó nó mới tiết ra một cái ánh sáng hay là một sự thâu nhận được á. Thì cái lúc mà nó tác động ra đó là thần kinh nhãn lại làm việc á. Kết hợp với tác ý. Cái tên nghe kẹp à. Muốn bắt được cái cảnh sát đó. Cảnh sát là gì? Ánh sáng là bỏ gì? Nhưng mà hai cái yếu tố tác ý và thần kinh nhãn phải hình thành vô đó nó mới ra được cái cảnh sát được đón nhận vô. Quý tên nghe kẹp chưa? Rồi khi mà quý tự thấy hai cái đó nó vô được như vậy đó thì ta đón được một cảnh sát phải không nào? Phải không nào? Giờ ta nói bởi duyên gì? À, chúng ta bắt đầu tiếp ra là bốn yếu tố nhân sinh nghe tâm nhận thức. Thì bây giờ chúng ta đã biết được như vậy thì bởi chuyện gì mà chúng ta thâu được cảnh sát. Thì nhất, đầu tiên là chúng ta thấy là gì? Thần kinh nhẽ mà nó có được đó là ta đã bởi duyên, duyên nhân. Phải không nào? Bởi duyên, duyên nhân. Thấy chưa? Rồi tác ý mà chúng ta đang có là bởi duyên gì? Là bởi nhân nhân. Phải không nào? Trí thần nhân. Trí thần nhân mà làm mà không hiểu biết đó là mình rớt vô luôn phổ tâm nhân. Thấy chưa? Hiểu không? Nghe chưa? Như vậy thì thần kinh nhẽ là nhân duyên, tác ý là ba nhân còn lại. Kịp chưa? Ba nhân còn lại, nhân nhân, bổ tâm nhân và trí thần nhân. Tác ý nó thấy cái tâm nhận thức ra, thần kinh nhãn cũng động lên bắt lấy cái cảnh sát đón nhận vào. Mà đón nhận vào với một cái trạng thái, một cái máy móc như cái máy chụp hình thâu nhận cảnh sát vô, mà cái máy chụp hình đó không có một sự rung động sở thích gì cả, nó chỉ làm cái trạng thái thâu hình thôi. Sau khi mà cứ tự nháy nháy chụp hình xong rồi đó, cứ tự mới coi là cái hình này cái hình này chụp rồi làm đúng lẹ quá, thiếu cái chân, chụp nhanh quá không cần nữa rồi thôi, bắt đầu mình tính lặp lại. Thì bắt đầu với những cái đó là mình đang thưởng thức. Chứ còn cái máy này nó có biết đâu, nó đâu có la lên là nó thiếu cái chân đâu, nó đâu có la lên là thiếu cái đầu đâu. Mọi người nghe kìa không? Những cái đó là chỉ đang là trạng thái gì? Máy móc thâu hình và tác động bởi cái tác ý của con người quyết định đời đó đó. Và máy thâu hình được thâu vô, cảnh sát đó đón nhận vô cho mình biết thích hay không thích là đằng sau đó. Quý tự nghe kìa không? Đó người ta gọi là gì? Đón nhận một cách máy móc, còn một loại tam bố thôi nha. Và nó làm theo giống một cái lệnh của tàng ca,
Vì cái tác ý này là tác ý tài tạo ra nghiệp, còn nó làm theo cái đó đó, đó là quả. Cái này mới là tác nhân. Các bạn nghe kịp không? Cái này là tác nhân, đó là quả. Do đó tâm nhận thức thâu lấy cảnh sắc này với một cái trạng thái gì đón nhận vô một thôi, chứ không có gì cả, là quả. Thấy chưa? Và nó thích không thích, nhìn tình hình không có, tham sân si. Các bạn nghe kịp không? Oh, rồi. Cái kèm à, tâm nhận thức biết cảnh sắc một cách may mắn, tâm nhị thức biết cảnh hình một cách may mắn, tâm tỷ thức biết cảnh khí một cách may mắn, tâm thiền thức biết cảnh vị một cách may mắn, tâm thân thức biết cảnh xúc một cách may mắn. Không có thừa hưởng cảnh đó, sau đó những tâm động lực, những tâm động lực sau đó nó mới thưởng thức những cái cảnh đó, và nó nghiệm lấy cái cảnh đó theo cái chiều hướng đó, tạo tác nghiệp đó hay là cắt đứt nghiệp đó, rồi lúc đó tâm đồng lúc định, chứ không phải những cái tâm mà nãy chúng ta định đọc nghe. Tâm nhận thức này bắt cái cảnh sắc, tâm nhị thức này bắt cảnh thân, tâm tỷ thức này bắt cảnh khí, tâm thiệt thức bắt cảnh vị, tâm thân thức này bắt cảnh xúc một cách may mắn. Do đó nó không hưởng lấy cảnh, chính nó gọi là tam vốn vô nhân, không có nhân tình hình. Cái chưa? Cái tài ấy đó là cái gì hả? Trí thường nhân. Nó có ba cái nhân còn lại, chứ phải một trí thường nhân không? Đã thì sẽ đánh mất tâm bất thiện mà. Còn nếu mà sẽ đúng luôn cả này thì nó có loại này. Cứ tính nghe kẹp không? Được chưa? Rồi chúng ta đi qua từ từ. Ta đi qua từng bước nè. Thông qua được cái điều này chưa? Ý sư muốn nói về tâm vô nhân chưa nè? Thì tự nắm được tâm nguyên nhân chưa? Thì mới rồi. Là quý bà tử không còn ai hỏi tới hỏi luôn gì tâm nguyên nhân nữa nha. Nói tới nó luôn cái chút xíu hỏi lại tâm sư sư tâm nguyên nhân này gì sư? Sao con bị cầm phiêu cái tâm nguyên nhân quá sư? Sao là nhân mà tâm là sinh ra không có nhân? Quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp giờ sư nghe. Thế sư nếu mà cái tác ý mà nó còn ba chồng cả cái nhân nó là trí thường nhân đấy, khu phổ thông nhân đó, và cái trí thường nhân đó là các thể thiện hay bất thiện, tại à? Sao nó lại không ra... nó chỉ là cái hành động đẩy cho cái này ra cái quả là nó đẩy thôi, nhưng mà là nó có làm à? Cái ý không phải tác ý, không phải tác ý, nhưng mà sư nói nó là cái tác ý, tác ý đúng, tác ý là không nhân không. Chính tác ý là có nhân, nhưng mà tâm nhận thức làm ra là cái mệnh lệnh của nó là cái quả. Là cái quả. Hiểu không? Tác ý này là nhân. Cái này hiện bài ra bởi tác ý này là quả. Sao cửa con kéo được? Đi từ từ vô đó. Chúng ta sẽ còn chứ còn lúc này. Thì như vậy, chúng sẽ trình bày không kéo hay không kéo. Hay tác ý không kéo hay tác ý dùng về. Được chưa? Là chút xíu thì sư sẽ trình bày từ từ. Thôi nha, tắm được chưa? Tắm được tâm vô nhân chưa? Rồi. Và sư muốn nói là tự nghe. Khi mà quý tử muốn nhìn, phải không? Tâm nhận thức muốn nhìn cảnh sắc là phải do tác ý không nè. Cái đó là một cái nhân tác động cho nó sinh ra. Vậy thì như sư nói là những tâm bao nhiêu nhân sinh ra tâm? Bao nhiêu nhân sinh ra tâm? Phải không nè? Tứ nhân sinh tâm không nè? Ta nói tứ nhân sinh tâm đi, cho nó rõ đi. Đây. Tứ nhân sinh tâm. Cái này là ôm lại ha. Thấy chưa? Thứ nhất là gì? Nghiệp quá khứ. Phải có. Cứ tự nghe kịp ha. Rồi thứ hai nó là gì? Phải có cảnh. À có tâm sở chứ đi. Do ông rằng phải có tâm. Tâm sở phụ thuộc có tâm. Thứ ba là phải có cảnh. Thứ tư là gì? Phải có căn. Người ta gọi là thần kinh. Phải chưa? Cái đó là bốn cái nhân là sanh ra tâm. Vậy thì tâm vô nhân, tâm vô nhân là những nhân được sanh. Tất nhiên phải có những tứ nhân sanh này nó tạo ra. Và nó không có hưởng lấy cảnh, mà nó chỉ làm cái trạng thái máy móc để mà đón nhận cảnh một cách máy móc, nên nó gọi là tâm vô nhân. Chứ chung quý tử không lợi loại nó là không có nhân sanh này được.
nó không có nhân tương ưng nhưng có nhân sanh ra nó. Quý tử nghe kịp không? Hiểu chưa? Rồi, quý tử nghe kịp không? Con người mà sinh ra không nè, có mắt. Sẽ nói quý tử nghe, con người mà sinh ra mà có mắt nhưng mà thần kinh nhãn họ bị chết đi, họ còn thấy cảnh sắc không? Không thấy được, tại vì thần kinh nhãn họ chết rồi. Do đó con mắt của họ mở trong cháo vậy mà không bắt được cảnh sắc phải không nè? Mà họ không thưởng được cảnh sắc đó mà, họ không thưởng thức được cảnh sắc đó mà nè. Nhưng mà có nhân sanh ra con người đó không? Có. Hiểu không? Phải có nhân sanh ra người đó, là mẹ, là cha, hay là nghiệp quá khứ tạo nó ra, hôm nay nó có mặt ở trong đời. Thì tâm vô nhân là có nhân sanh ra nó, nhưng mà khi nó đón bắt lấy cảnh đó, không có nhân tương ưng kết hợp với nó để mà nó thưởng thức cảnh nó được, vì nó là những trạng thái máy móc và là tâm quả. Hiểu chưa? Ghi thêm nữa, không có hiểu bắt đầu ghi thêm nữa. Tâm vô nhân là những tâm khi sinh ra bảo nè có nhân sanh mà không có nhân tương ưng. Có nhân sanh nhưng mà không có nhân tương ưng, kết hợp với nó, kết hợp với nó để đóng bát cảnh. Tự nhiên kẹp ha. Tâm vô nhân là những tâm khi sanh ra nó có nhân sanh đó ra, có yếu tố sinh đó ra, nhưng mà nó không có nhân tương ưng mà thôi. Quý tử nghe kẹp không? Để chưa xin nghe. Sao có sự biết? Biết của việc làm đó, nhưng mà nó không hưởng tất cả cảnh cái của việc làm đó. À không, nó đang còn cảnh khác. Cái đó là tâm nhị thức. Được chưa? Để sư, rồi sư trình bày từ từ. Rồi sư bắt đầu xem sư ra nữa. Cái sư ác. Sư ác, sư ác. Để sư nói cho nghe nè. Cái người mà nấu bếp á, theo cái nhà hàng đó, có người nấu bếp phải không nè? Thì cái người mà người ta trước ta nhận order đó, người ta đem xuống như cái người mà nấu bếp á, đưa cái order đó, người nấu bếp đó, họ làm ra một cái thực phẩm theo cái lệnh order người ta đã đặt ra, đúng không? Mấy người ta được ăn không? Ăn đâu? Họ chỉ làm thôi mà. Thì nó sẽ không nói nha. Nếu mà quý tử làm mà quý tử mà ném mà cho chúng ta quý tử phạm tội đó, không có ném. Thấy chưa? Có lẽ sư bác sĩ ạ. Sư thấy một cái đồng ý thôi. Cái câu này sư nói là kết hợp với nó để để nó mất cảnh. Mà không có để được cảnh. Nó không có cảnh. Để tích chứ, dạ, đó mất cảnh. Dạ, thì nếu mà trên cái sư nó rồi, nó không có hưởng cái cảnh thì nó là một cái máy móc rồi. Quý tử nghe kịp không? Do đó là cái trường hợp đó, thí dụ như tâm vô nhân đó, là nó lĩnh ra để mà nó làm việc, nhưng mà nó không thưởng thức được cái việc làm của nó, vì nó chỉ là một tính chất máy móc. Thí dụ như ở trên có người sai khiến, người làm bếp phải làm ra món ăn, nhưng mà người đó không được ăn, phải đưa dao lại cho người mà ra lệnh đó để đem lên cái trường hợp đó. Còn người làm bếp chỉ làm một cái máy móc mà thôi, chứ không được, nó không được ăn. Tôi nghe kịp không? Thì những cái tâm vô nhân này là những tâm như là người làm món ăn mà theo lệnh của người ta đặt hàng làm món ăn đó mà người đó không được ăn. Tôi nghe kịp không? Họ cũng thấy nhưng mà họ không được ăn. Tôi nghe kịp không? Họ cũng hưởng nhưng mà họ không được ăn. Tất cả những cái đó là chỉ nói thí dụ để cho tự hình dung ra được cái tâm vô nhân như vậy đó. Hiểu chưa? Và xin nghe. Thưa sư, trường hợp những cái tâm vô nhân như trường hợp mình chụp tâm hình thì
là khi mà có tâm hình rồi, mình có tác ý mới chụp tâm hình. Khi tâm hình rồi đó thì nó là tư thoát xong. Rồi khi mà mình, cái người mà nhìn tâm hình đó mới có cái tư tưởng khác, nên là cái thằng này bán ghét, cái người bán yêu, lúc thời nó mới tạo ra cái quả nó khác. Do đó, nên nếu tự khi mới tự học tới lộ trình tâm á, thì tôi mới thấy được cái vị trí của anh này nó nằm ở đâu. Được chưa? Rồi, chị sư mới trình bày như kỳ trước đó, những cái tâm lộ trình đó, nó tiếp nối nhau, thì mới tự có thấy được anh nó ở chỗ nào và ta có hưởng không? Thấy nè, thì cái này là tâm khai ngũ môn, tức là tâm mở năm lộ cửa. Đúng không nè? Rồi bây giờ mình nói đây này là cảnh sát đi, cảnh sát nó đến. Đúng không? Một cảnh sát đến thì cái tâm đầu tiên á là gì? Tâm nhãn thức. Cái tưởng nghe kịp à? Còn xong tiếp nữa là tâm tiếp thâu. Rồi, nó truyền trao lại cho tâm thẩm tấn. Nghe chưa? Tâm thẩm tấn. Và tiếp tâm thẩm tấn là tiếp đâu nữa là tâm đoán định. Còn sau đó thì nó mới ra được 7 cái tâm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là thọ hưởng cái cảnh tâm động lực. Lúc bây giờ là cái tâm này là nó mới ăn cái cảnh, nó thụ hưởng cái cảnh. Và sau cái tâm đó, nếu như là cảnh không có gì hơn nữa đó, thì nó trở lại tâm ngũ phần, là cái tâm trở vị trí không có cảnh đến tâm ngũ phần. Được chưa? Như vậy thì biết từ từ thấy cái tâm nhận thức nó nằm ở ngay đầu bìa, nó nằm ngay đầu bìa, nó có đón nhận được gì đó, nó ăn cái anh này mới ăn nè, anh này mới hưởng nè, anh này mới đón lấy cảnh mà là vừa hưởng nè. Thì cái này anh chỉ là một cái nói gì, cảnh sát nó đến trao cho anh tâm tiếp thâu, anh tâm tiếp thâu trao là cho anh tâm tấn, anh tâm tấn trao là cho anh tâm đóng định, và đóng định mới đưa vô cái anh gọi là gì, anh động lực và động hưởng. Vậy thì xin trở lại, như hôm trước tôi sư có ôm một cái thí dụ là cái người đứng ngắt cửa mà ở một cái phòng khám bệnh của một bác sĩ, thì anh khách anh gác cửa là anh có đón, anh có thưởng thức được gì bệnh người bệnh nhân không? Không. Thấy người ta tới, không biết người bệnh hay là người đem tới thơ hay là người tới đem supply những hàng hóa trong cái phòng bệnh bác sĩ đó, nhưng mà thấy người tới nó mở cửa đó, không nè. Rồi cái người mở cửa đó là anh khai ngủ mồm và đưa vô cái cô thư ký. Từ thư ký mới nói cho anh đi tìm ai, nói cho tôi đi tìm bác sĩ, mà anh bệnh gì, thì lúc đó đó sẽ đưa qua cái anh đó thẩm tấn. Bệnh là gì? Anh bệnh rồi bệnh khám mắt, bắt đầu khám mắt thì phải đi vô trong cái trạng thái khám mắt, thì tôi đưa anh tiếp theo đó dẫn vô phòng khám mắt bắt đầu nó đưa qua cái gì, đằng cần đò ném trước đã, thẩm tấn đón định xong rồi, có kêu đầu vô tới là ông bác sĩ là cái người quyết định để khám bệnh nhân là tâm động lực. Thì những cái người cứ người thư ký cho tới, nhưng mà người mà đứng bên ngoài làm sổ sách giấy tờ gì đó, họ có đón nhận được bệnh nhân không? Không có thưởng thức cái gì về bệnh nhân hết chứ. Anh bác sĩ anh mới làm giải quyết anh bệnh nhân đó là tâm động lực, còn mấy anh kia là một cách máy may mắn mà thôi, lệnh giao xuống anh cứ việc làm, tới khi mà bệnh nhân tới ta thôi là anh xong việc rồi đó, chuyện đó tôi giải quyết. Chứ tưởng nghe kịp không? Hiểu chưa? Thẩm tấn thẩm tấn rồi đoán định, đoán đoán định là quyết đoán và định cái câu chuyện đó như thế nào. Cái đó thì ta gọi là tâm đoán đoán định. Như vậy thì ở đây cứ tưởng theo nó đầu bìa, nó đầu ngõ, vừa thấy vô là nó mở cửa cho vô và nó làm việc trong cái máy móc, nó thấy vào bên ngoài. Còn cái người mà sự thụ lý và giải quyết được cái chuyện đó là anh gì? Anh động lực. Anh động lực. Thế tự nghe kịp không? Như như xin trở lại, như tình tuân mà nói, chân hình là một vấn đề, nhưng mà nhìn cái hình đó là ghét, thích, xấu, vừa, chẳng thích, anh động lực. Anh chụp hình là cái tim cho chụp và đưa cái hình lại cho tôi coi, thì lúc đó là cái người ta luôn định đó. Tôi có nghe kịp không? Cái máy chụp hình là một chuyện, nhưng mà máy chụp hình sau khi nó chụp hình xong á, nó lưu hình cho đó là cái tiếp thu, cái trạng thái của tôi nghe kịp ha. Cái tâm nhận thức là cái trạng thái bóp lấy cái cảnh sắc, còn cái nhấp nháy lên đó là tiếp thu,
còn cái hình nó đi vô để mà đón nhận được là thẩm tắc rồi đoán định đó, thì lúc đó là hình nằm trọn vẹn trong trong cái bộ phận bên trong của cái máy chụp hình, thì lúc đó ánh sáng phát lên một cái, lúc đó hình được giữ lại là động lực giữ lại. Xin nghe. Thưa thứ sư, trong trường hợp mà cái vấn đề vô nhân thì ở đây rất là rõ, nhưng mà trong chiến tranh á, người người gác cổng họ họ phải phụ trách cái trại lính, mà nếu một con người nào tấn công vô thì họ bán, họ lại bị sát nghiệp, thế là sao? Rồi. Họ không có tâm vô, họ có tâm vô nhân, nhưng mà tại sao họ lại? Rồi. Vì Nguyên Phật tử nói cái đó nó hơi đi ra xa cho cái chức năng của cái người mà giữ cửa. Cái này chỉ là một anh chàng đứng giữ cửa và đưa cái những cái sự kiện nó vô bên trong thôi. Nguyên tử nghe kịp không? Còn anh đó đứng ở trong cái tiền đồn đó, ở trong biên giới đó, ở trong cái cảnh chiến trận chiến đó, thì anh đó là người đang làm động lực luôn rồi. Anh không có phải, anh làm trên một cái lĩnh nữa. Dạ, nhưng mà anh đang là người đang đứng ở ngoài để mình giải quyết cái việc đó luôn rồi, là nó có tâm động lực luôn rồi. Tâm động lực, mấy lúc nào mình học rồi. Thứ nhất, tâm động lực thứ nhất, thầy quý tử chưa học tới. Thứ nhất là hiện báo nghiệp. Rồi sẽ nói nữa. Ở trong phần mà trước cái thiệt nghiệp. Đó nè. Rồi cái tâm thứ bảy là hậu báo nghiệp. Đó chưa? Rồi cho cái kiếp vị kế bên. Đó chưa? Rồi thứ hai, thứ sáu là gì? Hậu báo nghiệp. Đó chưa? Rồi. Đó cái tử. Tại cái tử không có nhớ bài. Hay là cái tử không có hiểu bài đó. Okay. Cái này chưa tới. Sư đang nói với tự, tại vì sư đang muốn định vị cho cái tự thấy được tâm vô nhân, cho ở trong vị trí nào nó gọi là vô nhân. Chứ còn nếu mà tự đi học cái này á, là chỉ phải tự phải đi qua từng bước tới cái phần là gì, là về tổng hợp linh tinh, cái tổng hợp linh tinh học về sự vị trí ngôn cảnh và tất cả các người bắt đầu cho mới đi vô trong cái một chiều thứ tư là lộ trình tâm. Khi mà lộ trình tâm cấu trúc đó hình thành ra từng mỗi một phần gì mật cửa thì có đó, thì chúng ta mới có được cái cấu trúc hình thành ra tổng quát được. Người có tự nghe kẹp không? Rồi chưa? Như vậy thì ở đây với tâm động lực là tâm tạo tác cái nghiệp báo, là vì anh ta đang thọ hưởng lấy cảnh và xử lý lấy cảnh, giải quyết cảnh giới được cái tác ý của anh ta. Còn những cái này là cái lĩnh này thì họ chỉ bắt đầu là truyền cao là mà thôi. Cái chân nghe kịp chưa? Hiểu không? Phải chưa? Thế nghe. Năng cảnh khi có thì không, là khi Phước Tử học tới lộ trình tâm, Phước Tử sẽ thấy là cảnh lớn hay cảnh nhỏ. Nếu mà cảnh lớn thì mới có năng cảnh, cảnh nhỏ không cần phải năng cảnh. Phước Tử nghe kịp không? Với cái trạng thái mà Phước Tử sẽ thấy nó dư, nó dộ lại. Chẳng hạn khi mà người ta đang học bình yên đây, mà một cái quả bom nó góp nổ và cái lót này nó nổ lớn gian dội, và sau khi cảnh nó đi rồi nhưng mà nó còn dư âm, cái chấn động là trong con người mình đang hồi hộp đập tim bình, đó là na cảnh á, thì cái cảnh nó quá lớn. Quý tử nghe kịp không? Cũng như là na cảnh như thế này, là quý tử có một người thân quyến sau bao nhiêu năm xa cách, bây giờ gặp nhau nói chuyện hàn huyên, sau đó họ ra về, nhưng mà quý tử đâu cho họ ra về liền đó. Quyến bệnh tới nắm lùi tấn cảnh nó kinh cảnh gì đó, nắm qua nắm lại hồi trên đứt ta để cảnh ra đó, là thả họ ra lật lóc rồi tại trên bình tầng nè, tại đó rồi nè. Rồi nếu thêm nữa thì như mình ăn cái dĩa cơm mà nó ngon quá đó, hay là món ăn cà ri mà ngon quá đó,
thì mình phải ăn hai cái bột bánh mì mình trà đó là cái gì đó chứ sao đó dễ dễ nhớ đó trời cái đó là dễ nhớ cái gì vậy hả gì đấy cái thang này hả tâm động lực là hữu nhân tâm động lực là hữu nhân những cái tâm này nè khai vũ môn nè nhãn thức nè tâm nhận thức tâm thức thâu tâm 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 định đều là tâm vô nhân tất cả nè thức thâu nè thẩm tấn nè đoán định nè tất cả đều là tâm vô nhân cả làm việc với một cái lệnh mệnh lệnh máy móc truyền trao lại và không thụ lý lấy cảnh không hưởng lấy cảnh do đó đều gọi là tâm vô nhân cái tự nghe kẹp không vậy thì nãy giờ sẽ nói từ ở bên ngoài người bệnh nhân vô trong phòng mạch tất cả những nhân viên làm việc đó đều là máy móc của ông lệnh con bác sĩ cả còn cái người mà giải quyết bệnh nhân đó là bác sĩ là tâm động lực tự nghe kẹp không những cái bên ngoài thủ tục làm này làm kia đó là được đem tới tâm vốn của nhân cả cái tự nghe kẹp ha thấy chưa rồi quý tử vô chùa quý tử làm thêm cái máy móc cái tâm vô nhân nhưng tất cả đều chủ trì làm hết nên có làm mình cứ làm vô nhân thôi bạn thôi tôi làm gì tôi tâm vô nhân tâm vô nhân kìa không còn ở đây ai là tâm động lực chủ trì cái tâm làm hết rét lâu nhà gì cũng là tâm động lực hết á còn này có truyền trao sư sư cái tuần gác nó còn đầy lắm sư đó là truyền trao thôi đấy á rồi cái đóng chén sưng sưng ngồi nãy đi về cắt không ai rửa chén sưng cho sưng biết là đi về đó đó là cái nào mình máy móc mình báo cáo thôi tại vì sai đi sẽ tâm vô nhân mà chúng ta nghe cái không hả có thể không có không có sao nói có mới nói cả lời có mới nói cả lời chứ nói trong nghẹn ngào nói trong cái tức tưởi đau khổ cái tên kẹt kẹp á nên như đó những cái bây giờ quý tử sẽ thấy mình là tâm vô nhân hay tâm hữu nhân chưa những cái tâm nào khỏe tâm vô nhân khỏe quá tâm vô nhân khỏe rồi không làm gì hết còn tâm hữu nhân mới mệt á cái tên nghe không mà làm mà tâm hữu nhân á mà là tâm động lực á mà tính không kỹ đó tạo tác nghiệp không bằng phải không á nhích qua chặt lại rồi nghiệp báo nó tới liền à còn tâm vô nhân vô tư chuyện nào làm cả làm hết không chịu có tính nghe kiểu không thì to sống to xin nghe dạ kính thưa sư con xin sư yêu cầu sư chỉ lại cái tâm cái tương ứng của cái độ trình tâm đó với cái bản đồ để cho con quay lại sư qua rồi khai khai ngũ môn tiếp thâu con thâu là sư tập sư nhanh quá con không quen vậy thì đó sư giờ hỏi là sư quan để sao đi chứ giờ mới chết rồi không nhớ nhưng mà cũng ngoài trong này không nhớ cái tập nó nói gà nó đùa cái chưa khổ ghê nó lão lai tài tạm già đến nó hay quên như vậy đó đây là tâm nhận thức phải không nào tâm nhận thức là nó bắt lên cảnh sắc đó thì nó đưa vào tâm tính cầu liền à, tâm nhĩ thức bắt cảnh thân đưa vào tâm tính cầu liền tâm tỷ thức bắt cảnh khí đưa vào tâm tính cầu liền tâm thiệt thức bắt cảnh vị đưa vào tâm tính cầu liền tâm thanh thức bắt cảnh xúc đưa vào tâm tính cầu liền được chưa rồi tâm tiếp thu nó bắt được rồi đó nó đưa vào tâm thẩm tán nghe chưa nè cái tâm thẩm tán còn cái tâm anh đoán định á anh đoán định là cái tâm khai hồn đoán định tại chưa học tới mà hỏi liên tục vậy đó rồi cái tới là tâm khai hồn là tâm đoán định rồi cái tạo ra tâm động lực á là một là bắt thiện hai là định tâm thiện nè chưa nên những cái đó đó khi mà tự sẽ thấy tâm thức mà Đức Phật ngài nắm bắt được đó hết sức là chặt chẽ và hết sức chặt chẽ như vậy đó ngài mới đi vào cái phần chi tiết như vậy đó mới tự mới nắm bắt được từng giai đoạn diễn biến một tư tưởng mà mình không sơ sẩy được
thì tới đó thật sự là mình rất là phát hiện. Khi mà mình nắm chắc chẽ từng cái tâm như vậy đó, mà mình theo dõi rõ ràng như vậy đó, ta gọi là nhất tâm chú niệm vào trong đó, ta có sáng ra định đó, ta bắt cảnh cứ chính xác đó, rồi lúc đó ta có chánh niệm của minh sát, có sự sáng suốt theo dõi rõ ràng. Thì tôi nghe kịp không? Giữa hai cái đó hoàn toàn khác biệt nhau, là giữa những người không biết được từng các giai đoạn, từng sắc na tâm kết chặt với nhau, và trong một luồng tư tưởng hiện bài một cách quá mau lẹ, hai cái đó chúng ta không bắt được hay là bắt được, ta gọi là chánh niệm hay là thất niệm. Thấy chưa? Hiểu không? Thấy chưa ha? Rồi, ta ra cái giai đoạn mà chúng ta sẽ thấy, khi ta nắm bắt được từng chi tiết như vậy đó, thì ta lúc đó ta gọi là sát na định. Khi mà ta nắm bắt được từng chi tiết những cái loại mà như này, từng một cái nó đến, từng một cái hiểu biết, từng cái hiểu đó đó, ta gọi là sát na định. Trong cái chánh niệm mà mình nhất tâm chú niệm, thì lúc đó ba cái chức năng này kết hợp nhau, vậy ta gọi là gì? Sát ra định minh sát. Sát ra định minh sát. Lúc đó ta gọi là ta đang có gì? Tuệ giác sanh lên. Rồi chưa? Thì sẽ xóa nha. Sẽ nói thôi, nó có làm. Sẽ nói thôi. Tại nghe kẹp không? Ba cái đó vô một lượt thì ta có gì? Tuệ giác. Mà khi mà tuệ giác sanh lên là chúng ta cắt đi một cái kiết sử hay là một cái pháp thiệt thay. Tại nghe kẹp không? Tuệ giác tức là chúng ta giác ngộ, không có còn ở trong thiệt thế. Lúc đó ta có cái tuệ giác sanh lên. Chưa? Sắc ra định, mỗi một sắc ra lên ta biết ta có tâm đang thích không? Ta có tâm nhận thức, ta có tâm tiếp thầu, ta có tâm thân tắc, ta có tâm đón định. Thì ta có sát ra định từ sát ra. Trong lúc đó ta có chánh niệm. Mà như vậy đó, mà nhất tâm trú niệm từng diễn tiến như vậy đó, là lúc đó ta có sát ra định minh sát của một cái tâm thức đang sinh khởi. Ta có tuệ giác. Được chưa? Được. Xin nghe. Xin nghe. Thực sự như vậy thì mình chỉ có cố gắng mình để cố gắng trong cái tình trạng này sáu sân là đâu giờ cố gắng đi, nhưng mà theo sư thì sư không làm nổi, tại vì một hải chúng ta tới 2 triệu với ông rồi, sư nghe thôi, sư nghe không nổi nào. Mình cố gắng, anh cố gắng làm được, sư cũng là một thôi, tại vì hiểu là anh cố gắng mà đếm được từng giọt mưa. Cái đề dạng chính là ta cắt đi được cái như thế kiếp sử, khi mà ta bị giác tâm lên á, thì cắt đi một cái kiếp sử. Quang trả lời, hỏi cái bất ngờ quang nè. Cái sư quang, cái bất ngờ quang. Cắt đi một cái kiếp kiếp sử hay là một pháp thiệt. Thế đừng làm nha, nhiều khi muốn tự hỏi cái sư quang mình thì cái tâm xấu bị vậy. Hỏi bất ngờ cái quang hình. Tệ giác phát sinh lên thì cắt đi một cái pháp kiết sử, là những pháp tâm thuộc về hiện thế. Tệ giác sinh lên là giác ngộ để giải thoát. Hiểu chưa? Nó đi tới rồi. Nó đang đi tới rồi. Hiểu chưa? Cho nên là tuệ giác ác sanh, hay ta còn là tuệ quán sanh khởi. Tuệ quán sanh khởi. Hiểu chưa? Rồi thì xóa này được chưa? Xóa ai giúp được không? Xin phép xóa giúp được không? Dạ, cho cảm ơn. Khó quá, khó quá. Cái lớp này giỏi. 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 Đừng từ những đó đó, từ những đó đó, nên quý tử sẽ thấy tiến tại nơi đây, quý tử sẽ có những cái xác định như vậy đó. Lúc đó quý tử mới thấy rõ tiếng Bali
tiếng Bali chỗ sát là định minh sát, sát là định minh sát, nên tiếng Bali nó gọi là vipassana. Vipassana sát na là kharika, mà định là samadhi. Vipassana kharika samadhi. Được chưa? Vipassana kharika samadhi. Lúc đó mình định tâm, từng mỗi sát na mình định tâm, mà mình quan sát một cách chú tâm, một cách đặc biệt rõ ràng, thì lúc bây giờ là có thể có cái tuệ giác sanh lên một cách sáng tỏ rõ ràng tối tự nhiên. Nghe chưa? Dạ. Nha. Rồi, cái gì xin trở lại đây mà chúng ta qua cái phần mà là tâm vô nha. Ôn bài mình nặng hơn cái người rồi đó. Ôn bài cái người rồi đó. Ôn á, bắt đầu ôn vào nhà chứ cái học đầu còn học nó còn ghê được. Rồi chúng ta qua các bài phần học tiếp, được chưa? Rồi ở đây khi quý tử không làm được thì đó là quý tử mắc được nhiều cơ sở, chính tại nơi đó quý tử làm cho mình bị về thất niệm. Mà khi mà ta gọi là thất niệm là chúng ta không có sự ghi nhớ thì không thể nào có sự sáng suốt để thấy được vấn đề, bất cứ một vấn đề gì cả. Cái tôi đồng ý khi mà ta có chánh niệm thì chúng ta không có cái trạng thái thất niệm, mà không có thất niệm thì không có cách nào mà chúng ta có được cái định này được được đó. Cái chứ là mà không có định thì tôi không có minh sát được. Với tôi nghe kiểu ha, tôi nhớ nha, niệm không có, không có định, mà định không có, không có tuệ. Tôi phải nhớ như vậy đó, thì ba cái này sẽ cộng vô lại tôi sẽ có cái tuệ. Khi mà tôi làm được đúng cái này á, là cái được một pháp giác ngộ, mà cắt được một pháp hiệp thế của khí sự luân hồi. Cái tên nghe kẹp ha, tôi phải cảm nhận cái điều đó. Được chưa? Nên ta đi tiếp qua cái phần là tâm vô nhân. Này, chúng ta có ba loại tâm vô nhân, đúng không? Ta có ba loại tâm vô nhân. Tâm vô nhân thứ nhất mà ta còn gọi là gì? Tâm quả bất thiện vô nhân. Tên nghe kẹp nha. Rồi, nó có bao nhiêu cái? Nó có 7 tâm. Kể chưa? Rồi cái tâm thứ hai ta gọi là gì? Tâm quả thiện vô nhân. Nó có mấy? Nó có 8. Kể chưa? Rồi cái tâm thứ ba là tâm ta nói gì? Tâm di tác vô nhân. Nó có mấy? Nó có 3. Chung cho lại chúng ta có nhiêu? 18 tâm vô nhân. Ta có 18 tâm vô nhân. Rồi, được chưa? Thấy không nào? Chúng ta có 18 tâm vô nhân. Rồi, tuần trước đó là chúng ta đã học qua 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Giờ chúng ta đi vào cái chi tiết đó, được chưa? Vì vậy thì chúng ta đang hiểu được đó là những tâm nhãn thức, tâm nhị thức, tâm tỷ thức, tiền thức ở phần trên bản đồ này chúng ta nhìn thấy nè. Chúng ta nghe kẹp à, ở trên bản đồ này chúng ta được thấy nè là những cái tâm này nó có nhân sinh ra nó, nhưng mà khi nó làm việc mang tính chất máy móc, do đó nó không có những nhân tương ưng để mà nó hưởng lấy cảnh, và nó chỉ làm trạng thái truyền trao những tâm nó tiếp kế bên đó, chứ nó không có đủ biết được cái cảnh, nhưng mới bạn có những tâm sinh ra nó. Và khi những cái tác nhân mà tâm sinh ra đó, chính cái đó nó là gì? Là những tâm quả. Thì tôi nghe kèm chưa? Đấy chưa? Rồi ha. Rồi ta tiếp tục qua. Xin xóa cái phần này được không? Được. Tôi nghe kèm không? Cái này nó thuộc về trong thất thanh tịnh. Cái phần này nó thuộc trong mình thất thanh tịnh, giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi kiến tịnh. Ta sẽ được học qua trong cái bài thất thanh tịnh. Nó tôi nghe kìa ta rất là quan trọng. Tuần sau á là quý Phật tử sẽ được đón nhận 4 cái thanh tịnh. Tôi nghe kìa,
Quý tử đã được đón nhận thành giới thanh tịnh rồi không nè, phải không nè? Rồi quý tử sẽ được đón nhận tâm thanh tịnh, rồi kiến thanh tịnh, đoạn nghi kiến tịnh, quý tử sẽ được tiếp tục vào những cái đó. Rồi con đường tiếp sau đó được đạo quả, đạo quả niết bàn, chúng ta sẽ được qua cái phần đó. Nhưng mà hôm nay sư đi tiếp qua cái phần gọi là gì, tâm vô nhân, ở phần mà tâm quả và bất thiện vô nhân. Vậy thì khi ta nói như tâm quả bất thiện vô nhân thì chúng ta sẽ nói có cái định ý nghĩa đây là những loại tâm gì, đây là những loại tâm dị thực quả, không nè, đây là những tâm dị thực quả do bởi những tâm bất thiện đã tạo ra, không nè, ta gọi là quả bất thiện thì nó phải là do những tâm quả tâm bất thiện tạo ra. Quý tử nghe kẹp ha. Thế thì ta nói tâm quả bất thiện nguyên nhân là những tâm dị thực quả do bởi những tâm bất thiện đã tạo ra, thì ta mở mặt đây là gì, đây là nhân sanh. Thế nè, đón bắt rồi chưa, đón bắt cảnh, đón bắt cảnh một cách máy móc, không nè, nhìn chưa, và không thọ hưởng và không hưởng lấy cảnh, hưởng lấy cảnh, do đó không có nhân tương ưng kết hợp, nghe chưa, định nghĩa tâm quả bất thiện vô nhân là những tâm dị thực quả do bởi những tâm bất thiện là nhân tạo ra, gọi là nhân sanh, mà đó bất cảnh một cách máy móc và không thường lấy cảnh đó, do đó không có nhân tương ưng kết hợp, nên được gọi là gì, tâm quả bất thiện vô nhân. Rồi chưa, cái lớp này là sư đọc sư viết nhiều nhất á. Biết tại sao có sách mà không có đạo, các học nội dung vô thì thoát rồi, tôi để đâu rồi đã rồi dạ, xin nghe. Con thử đọc trước khi con vô lớp, con đọc con không hiểu mình quan cái nhiều quá, con thử con nhớ nhưng mà nhớ lại vô lớp rồi á, đọc lại thì nó hiểu hơn, nó dễ hơn. Rồi có lý do hết, không có đọc sư không có nhớ hả, chúng ta sẽ là hiểu rồi sao, tức là những cái từ cần live show. Tôi cảm thấy lúc nào cũng phải có live show mới được. Vậy là biết gì mà cũng vậy, là mình mất cái tội nghiệp cho người ta, nhà ta học đĩa ha. Cái nghiệp của người ta nữa rồi, cái người ở nhà học đĩa là tại cái nghiệp của người ta. Còn cái tưởng đây được live show là cái nghiệp của người ta nữa. Nghe chưa? Rồi nha. Rồi cái tưởng nhìn đó, nhưng tại đây sẽ dừng lại một điểm. Tại đây sẽ dừng lại một điểm, sẽ muốn nhắn mạnh cho tôi một điểm cho quý tử cần chú ý. Thế thì ta đã học qua tâm bất thiện rồi không nè, phải đúng không? Ta đã học qua bất thiện rồi, mà tâm bất thiện nó có bao nhiêu cái? Nó có 12 tâm, sĩ, đúng nè, 8 tham, 2 sân, 2 si, đúng không? Người ta nói rồi, vậy nó gọi là 8 tham, 2 sân, 2 si. Như vậy quý tử thấy, ta làm tâm bất thiện bao nhiêu? Quả đến chúng ta có 7 tâm quả này thôi. Tại sao ít nó bắt đầu nói nữa nha. Thế nè, quý tử nghe kịp không? Chính do đó quý Phật tử sẽ thấy một cách đặc biệt là lời dạy của Đức Phật rất là đáng kính, rất đáng quý. Là sao? Đức Phật nói nếu mà người mà dốc tâm mà muốn tu tập cầu nguyện hay là cầu mong sớm được giải thoát sanh tử luân hồi quả báo nhiều nhân mà quả báo chỗ sanh, mình chỉ cần làm một việc thiện thì sẽ vượt xa bỏ bất thiện rất là nhiều. Tại vì quý tử thấy không nè, sư chỉ cái chữ sư chỉ quý tử thấy chỗ điểm này, quý tử thấy một cái niềm kích lệ là mình tạo ra mà mình muốn trải qua khỏi cái nghiệp mình tạo, mình phải làm được cái gì. Tâm bất thiện nó có 12 đúng không nè, mà quý tử nhìn suốt 121 cái tâm này nó chỉ có 7 tâm quả mà thôi, hết rồi đó.
mà một tâm thiện mà có tự làm ra, tâm thiện có tự làm ra, nó có 8 tâm quả thiện vô nhân và nó có 8 tâm đại quả nữa, là một tâm thiện có 16 tâm quả. Thế tự nghe kẹp không? Cho dù có tự làm 12 tâm bất thiện cùng một lúc, quả chỗ sanh có 7, mà có tự làm một tâm thiện, một là tâm thiện thôi, thì có 16 tâm quả, 8 quả thiện vô nhân và 8 đại quả trong một vị thiện rồi. Bố thí, trì giới, cung kính, đúng không? Trong thập thiện cũng tới là học qua. Rồi cũng tới đã chạy được xa, xa cái con đường bắt phát hiện được đủ theo ta. Sau lần đó bắt đầu tầng không thể làm việc được. Dục giới thôi. Ở dục giới này thôi. Chứ, dạ, còn sắc giới không có. Sắc giới tâm nào quả đó. Sắc giới là tâm nào quả đó. Do sắc giới tâm nào quả đó. Chỉ có dục giới thôi. Do đó có tử đình đi lên sắc giới, dù sắc giới xa mà không có sư đó nữa. Ở đây sẽ nhắc được, mình đang show này được. Tự lên sắc giới, sắc giới sẽ đâu có lên được. Có tử mình đi qua đỉnh khác sẽ mình biển rồi mà. Để ta sẽ tu cũng không nói cho được, nó tu ta. Tự nghe kẹp không? Nghe đó nó mới tỉnh phải. Phải, cẩn thận. Đó là điểm cho sư phải của tôi khích lệ rồi đó. Có tử nhìn cái đó đó, mình học có. Đức Phật nói bao nhiêu đó chúng ta biết rồi đó. Cứ tự làm 12 cái bất thiện có 7 tầng quả thôi. Xin trình bày lý do. Vừa nãy anh Lập hỏi sư, xin sẽ trình bày quý tử nghe. Nhưng mà trên bắt tắt bây giờ mình tự cộng dần dần chia quý tử ra được chưa? Là thế nè, 12 tấm bất thiện là bao nhiêu bất thiện? Có 7 tầng quả chả. Mà nó là vô nhân đó. Nó đâu có hưởng đâu. Nó đến cái đường là làm nó đi liền, nó máy móc mà. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà một tâm thiện cái tự được hưởng 8 đại quả, 8 quả thiện vô nhân. Đâu cái tự có ăn, có hưởng, có thưởng thức nữa. Cái tự nghe kẹp ha, kẹp chưa? Rồi, xin trình bày cái tự thấy một chúng sanh làm việc ác, rớt xuống quả địa ngục, xuống xuống địa ngục, rớt trong chảo dầu sôi. Thì cái tự thấy chảo dầu sôi đầy thế này ha, vừa chân vừa đụng vô, đi xuống tiêm đụng xuống cho đứng đầu nha, cho phải cái tử mà con cái tử nhảy xuống hồ bơi và đi đầu xuống nha, cái này là đi xuống này thẳng bò xuống này nha, trong kinh nói đi xuống bằng hai chân xuống này, vừa đụng vô cái chân vừa đụng vô cái chảo dầu nóng mặt nước của dầu đó đầu tiên á, chết liền, coi chìm, nổi là ló lên cái sóng này, chết, rơi sóng này. Nó là sống lại chết là kiếp đó là kiếp đó. Nếu mà có tưởng đếm vào 100 kiếp nó chết nữa. Cái tên nghe kèm không? Một kiếp đụng cái này cho lên hai kiếp, cho lên đây ba kiếp. Tối nào cái tôi về chúng tôi đặt đây thấy được bao nhiêu kiếp rồi nè. Cái tên nghe kèm không? Do đó nó làm sao cái tôi có thì giờ đâu có tưởng hưởng cái quả. Hiểu không? Nó có mắt chết liền, nó có chết liền, nó không hưởng quả. Là nó truyền qua cái động tác động lực liền. Qua cái động lực tái nghiệp, tái tạo nghiệp lại. Là sao tái tạo nghiệp lại? Giờ chúng dùng cái á, với từ là đau không? Đau, nóng không? Nóng. Sợ không? Sợ. Sáng không? Sáng. Tái nghiệp lại. Địa ngục. Địa ngục. Đi ngục, làm sao nghe? Nên ở đi ngục không có tu thọ, không đáng được. Tại vì mình cứ nuôi cái tâm sân nó hoài. Có khi nào có tự phát xuống là xui quá thì mình đi ngục. Cái đó ra đó. Không ra được đó là gì? Chết. Nên do đó nó không có cái gì giờ để có thể được hưởng. Đó là bất tự chuyện liền, bất tự tới cái chuyện liền à. Thế ta nghe kèm ha. Do đó những cái đó rất là hiếm có. Những tâm bất thiện tạo ra không có gì giờ để mà đón nhận để hưởng, mà nó phải truyền ra để trở lại tâm bất thiện tạo tác nghiệp nữa. Con gà nó gặp con trùng là cứ bắt nó ăn à. Đâu có lúc là nó niệm Phật, rồi cái chủng ơi đi đừng đứng Phật ra đâu. Nó là cái tâm thiện đó. Nó thấy là gì? Rồi nuốt vô, bắt thiện nó ra nữa.
Ờ, còn đổ cá nữa. Hiểu kiểu không? Cái tên nghe kiện chưa? Nên Đức Phật nói chúng sanh làm tâm bất thiện, chúng sanh làm tâm bất thiện không kịp hưởng quả báo là tiếp tục tạo nghiệp bất bất thiện nữa rồi. Nó hết, nó lâu lắm. Nhìn anh cứ tự thấy một con ngạ quỷ ba đời chính Phật, ba đời Phật tới Bà La Môn, tới đời mà của Đức Phật Thích Ca làm bà con thân biến của Du Bình Sa Dương đó mới được độ ra đó, ba đời Phật trải qua làm ngạ quỷ tối đó tới thời của Đức Phật Thích Ca thì lúc đó nó mới hết cái nghiệp ngạ quỷ của nó, ba đời Đức Phật và quá khứ. Nên có tự thấy, nên nhìn cái này mới tự mới sợ. Sợ khi ta làm cái nhân bất thiện chứ đừng có sợ cái quả bất thiện nó đến rồi thì ta hết chạy rồi. Còn bây giờ làm sao? Chạy nhân thiện. Còn nhớ ai muốn tay không? Hay đâu quên nữa rồi. Ta chạy đua. Đừng có kịp không? Không chạy kịp đó thì nó chụp. Chụp là không có đường nào ra, nó bay vô lại không à. Bất thiện không à, không có ra. Tôi từng nghe cảm thận nha, vì chính cái đó mà cái câu mà nãy cái ba điều mà nhập lại đó thành ra để ghép đó, cái đó là con đường của tôi ra đó. Hiểu chưa? Hiểu quá hả? Xà thú hiểu là cái tại sao mà không có nhiều quả không? Đâu có thì giờ nó hưởng, không có thì giờ nó hưởng. Khi mà quý tử mà săn lên quý tử không có thì giờ quý tử hưởng cái quả săn, mà quý tử đứng săn không nữa, săn nữa không có thì giờ để hưởng cái quả săn đó mà tiếp tục bảo quái. Khi mà quý tử tham lên quý tử không có thì giờ để hưởng cái tham nữa cho nó đủ, mình bao giờ mình đủ. Mà khi quý tử ta suy lên rồi quý tử không có thì giờ để hưởng cái suy mình suy buồn tới bất đầu nào, cái suy nữa. Cái tính thấy kiếm à, cái người mà mắc trí đó thì như người si mê lắm nè, họ có thì giờ để thưởng thức cái si mê của họ chẳng cái xây trong đó. Khi mà người mắc trí đó, họ có thì giờ để họ thưởng thức mình vô hoặc mình si không, không có, họ làm theo cái si nữa vừa bắt cho si nữa, vừa bắt cho si nữa nó chuyên cho lẻ lắm, vô nó ra nó bắt đầu tạo ra nghiệp nữa liền à. Cái tên nghe kẹp không? Không có thì giờ để mà thưởng thức. Chỉ có việc thiện mới có thì giờ để mà thưởng thức. Mà thưởng thức đó mình mới hưởng được cái chuyện nên làm và không nên làm, chỉ có trí và không trí nữa. Tên nghe kẹp không? Tâm bất thiện không có trí. Hãy tạo cái tên nhìn đi. Tham không có trí, sân không có trí, si không có trí, tâm bất thiện không có trí. Để mà thưởng thức cái trạng thái nên làm và không nên làm, nó cứ cấm đắm vô trong nó tốt rồi không đạt được. Tôi nghe kịp chưa? Nó đủ duyên lắm nó mới ra được á. Nó mạnh lắm nó mới ra được đó. Và nó có năng lực lắm nó mới tách nó ra được đó. Còn không nó có ra được đó. Biết tự nghe kịp không? Ngạ quỷ gặp đây Đức Phật Kassapa là Phật quá khứ của Đức Phật Thích Ca. Đến với Đức Phật Kassapa Ca Diếp, xin Đức Phật Ca Diếp cứu cho chúng con. Đức Phật nói chưa, chắc người chưa ra khỏi trong giai đoạn này, phải đợi tới Đức Phật Gotama ra đời mà thân bằng với người của ngươi là Du Bình Sa Dương á, lúc đó đó người đó mới giúp ngươi được, đó là thân bằng của ngươi đó. Thì lúc đó các ngạ quỷ nó đợi qua nữa, nó khổ tới khi mà mình Sa Dương ra và Đức Phật Gotama có mặt ở trong đó, Đức Phật Thích Ca ra thì nó lợi, nó lay động cái giường của Du Bình Sa Dương, nó mất bảo, nó la, nó hét, nó cầu cứu. Thì sáng đó Du Bình Sa Dương mới ra nói với Đức Phật cái chuyện mà tối nằm mộng. Thì Đức Phật nói không, cái này là thân biến của đại dương, cầu cứu đại dương thoát cái khổ đó, nó mới đủ duyên nó ra đó. Thì quý tử nghe kịp à, vậy thì khi mà thân bằng biến thuộc của ta, thân bằng biến thuộc của ta mà đã quá dễ mà không may rớt trong cảnh khổ đó, chỉ có hai trường hợp mà nó có thể được hưởng đó, là người tại thế là thân bằng biến thuộc họ, giống như mình đã có, mình nghĩ tới người quá trẻ của mình đã quá dễ, nhưng tâm
lúc nào cũng phải hồi hướng cho. Thì lúc đó đó họ nằm ở trong trạng thái semi cất cao. Semi cất cao, thân bằng đối thủ của ta nằm trong đó semi cất cao. Khi nó trả ra không kịp đó thì nó phải trả hoài. Thì khi mà nó đến một cái mãnh lực nó có được, nó tách ra được đó thì nó hút lại cái nền nó ra luôn. Đó là thứ nhất, thân bằng đối thủ ta còn sống đây hãy hồi hướng hoài. Không có thể nói một ngày, không thể nói một ngày lễ dỗ, mà lúc nào sắc na nào, tâm thức nào, điều kiện nào, diễn thiện nào có là phải làm hồi hướng liền. Phước báo là tôi đã tạo ra, xin hồi hướng cho của quyền thất tổ tôi, ba mẹ tôi, hay là cô chú cậu gì dùng gì của tôi đó mấy vậy. Hồi hướng liền, thứ nhất. Cái thứ hai mà chúng sanh được hưởng khi trong cảnh khổ là ngạ quỷ. Hạng ngạ quỷ đó, nó được nghe, được biết trong diễn thiện, mà những hạng ngạ quỷ này phải là hạng ngạ quỷ có thính kiến, chứ không phải hàng ngàn ngạ quỷ mà tà kiến. Thì lúc đó những hàng nó nói là chưa xa, xa thú. Rồi lúc đó nó được đón nhận cái quả phước báo của cái tăng bằng cái thực nó hội cho nó, rồi nó mới đi ra được là hàng ngàn quỷ xa thú. Do đó quý vị đừng có quên chữ xa thú. À, xin nhắc hoài ha, quý vị có nhớ thì xa thú không? Xa thú, xa thú. Rồi trong mỗi một bài của ngài Chatila xong đó thì ngài hãy để chữ xa thú dưới không? Thì tụi mày nhớ cái đó, đó là chủ tử trong cái tử đó. Xa thú nữa, nhớ hả? Tụi tử nhớ, nhắc hết rồi đó, nhắc hết cho tụi tử nghe đó. Tụi tử không có nhớ, từ lúc đó là trách nhiệm là trộn tại nó tụi tử đó. Tụi tử là muốn vô nhân hay là muốn nhân thì tùy duyên à? Tụi tử là vô nhân hay hữu nhân? Hả? Sao thấy nghe nhỏ, quý tử là vô nhân hay hữu nhân? Vô. Hả? Vô. Nó nói vô nhân. Vô nhân á? Rồi cái này là nó vô nhân nữa rồi. Anh là vô nhân luôn. Mình là hữu, hữu nhân. Chứ sao nó vô nhân nữa? Trời ơi, tử làm vô nhân không hả? Lên chùa thôi, quý tử lên chùa làm vô nhân. Rồi đây quý tử là hữu nhân đi. Nhớ chưa? Nhớ khi nào quý tử lên chùa vô nhân thì lên để cho sư làm. Được chưa? Nhớ chùa tâm vô nhân. Nhớ nhà tâm vô nhân. Được chưa? Nghe kiểu ha? Nghe kiểu không? Tâm bất thiện là bao nhiêu nghiệp? Nó chỉ có 7 tâm quả bất thiện vô nhân mà thôi. Vừa thấy cảnh xấu, vừa thấy cảnh sắc xấu là tâm bất thiện nó khởi sanh lên liền, nó đang ra nghiệp nữa. Vừa nghe âm thanh xấu, tâm bất thiện nó khởi sanh lên liền, nó tạo ra nghiệp nữa. Vừa ngửi đến mùi xấu là tâm bất thiện nó khởi sanh lên, phản ứng lên ra liền, nó tạo ra nghiệp nữa. Chỉ trừ khi ba điều hồi nãy mà chúng ta thấy được á, ta mới cắt được nó. Thì ta nghe kèm không? Theo dõi nó được, có chánh niệm nó được, và chú tâm định cái tâm đó, nhất tâm chú niệm tại đó thì tôi mới ra khỏi được các mãnh lực của tâm bất thiện và quả bất thiện của mình. Đẹp chưa? Nghe kịp chưa? Tâm tham chỉ a na hàm hết rồi, còn ái dục mới là tâm a la hán. Kiến sự nó chi phối, nhưng tâm mình có chánh niệm thì nó không bị chi phối giai đoạn đó. Quý tử nghe kịp không? Rồi quý tử nghe kịp nè, khi mà quý tử tu tập á, quý tử tu tập á có hai con đường nó đi như thế này nè. Quý tử nghe kịp không? Quý tử tu tập không nè, quý tử đang tu nè, đúng không? Và kiết sử nó thuộc đẹp đuổi quý tử nè. Quý tử nghe kịp không? Còn lúc đó đó nó bắt cầu qua nó lên ta như những đường này xe lửa nè. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà quý tử vượt lên được cái giai đoạn này là quý tử có chánh niệm. Mà quý tử không vượt qua được giai đoạn này là ngay tại đây quý tử đang thất niệm. Quý tử nghe kẹp à, được chưa? Quý tử đang tu tập, con đường kiếp sử nó song hành với quý tử, nó luộc đủ theo cái sự tu tập của quý tử. Mà quý tử vượt qua được những cái cầu bắt đó, quý tử nghe kẹp à?
nó có 10 mắt ba lần, đúng không? Nó có 10 mắt. Thì ví dụ như ở đây, cái tự do đầu tiên là cái tự gốc trong thanh kiếp. Thanh kiếp, được chưa? Cái tôi tu tập có vượt qua được thanh kiếp, thì tôi có chánh niệm vượt qua, chưa? Thì lúc đó cái thanh kiếm, cái sự nó gỡ xuống, nó bắt được. Thì có được bắt được cái này, tôi dọt lên cái này rồi, kịp chưa? Được chưa? Rồi anh Hoàng Nghi nó bắt vô cái này, bây giờ là tiếp tục có chánh niệm trong này, thì anh Hoàng Nghi bắt vô được, tôi dọt lên cái này. Cái tôi nghe kể hát rồi anh giới nó ngủ nó bắt vô trong này, rồi mình có chánh niệm mình qua khỏi cái này, thì cái này nó gỡ xuống đây gì, nó gỡ xuống đây thì của tôi đang là thế này, hiểu chưa? Dạ, hiểu chưa? Cái tôi đi như vậy đó. Còn nếu mà của tôi không qua được đó, nó giữ cái chân của tôi là đây, tự mắc thất niệm, thầy không biết nó đang cọc chân mình, không biết nó đang kẹp chân mình, không biết nó đang chửi chân mình, và không biết mình hơn đi được, là quý tử đang bị cột trói, kiết sử là cột trói. Còn quý tử qua khỏi sự cột trói là quý tử có sự chứ tu tập tiến lên. Quý tử cột trói là quý tử đang ở trong trạng thái gì, không có tu tập, mà không có tu tập tại vì thất niệm. Hiểu chưa? Hiểu không? Thanh kiếm hoài nghi giá cấm thủ. Bắt đầu ghi nữa hả? Bắt đầu ghi nữa. Hiểu chưa? Cảm chưa? Do đó, có biết thì tháo gỡ, không biết bị nó còn trói. Khi tôi nghe kìa mà có biết thì tháo gỡ, mà không biết là bị nó còn trói. Hiểu chưa? Mấy tự biết mình bị cột trói không? Đây xin hỏi lại, cái chân đi lớp này nghe gần đầu hết rồi đó nha. Quý Phật tử biết mình đang bị cột trói không? Đây hỏi lại mình nói cho chắc chắn, cái tim nó đang đập rồi nè. Quý Phật tử biết mình đang bị cột trói không? Biết mà rõ ra. Hả? Đang cắn rõ ra hả? Trời ơi, tôi đang rồi. Tai rõ không nổi, nó không bị tụi tay rõ ra. Cắn. Đó, quý tử thấy không nè. Như thì quý tử nói là quý tử đang bị cột chói. Giờ quý tử vẫn trả lời là quý tử biết đang bị cột chói nữa. Mà quý tử còn nói thêm câu ba nữa là gỡ nó không ra nữa. Đó là tâm gì? Chấp thủ. Thấy không? Nó ra được một chuỗi liền á. Biết học đi á. Mà gỡ không ra. Gỡ không ra. Tôi đang đi một chuỗi. Chuỗi dài tôi tưởng nó được. Thấy chưa? Rồi thấy hả? Thấy hả? Được chưa? Mà tại sao mình gỡ ra không được? Nó không biết gỡ. Đó từ nghiệm. Cha mẹ sinh tôi ra vậy. Quý tử nghe kiểu không? Cứ liên tục như vậy đó. Được chưa? Như vậy thì lúc đó là quý tử không đang sống trong tâm quả. Mà quý tử đang sống trong tâm bất thiện. Đang trả lời với tâm tổng lực. Thì tiếp tục quý tử có cái quả chỗ ra nữa. Do đó, khi mà quý tử nghe người ta hỏi, quý tử không biết có bị cột chói không? Quý tử biết cột chói không? Không có nghe hỏi câu hỏi đâu. Nên là mình đâu có sợ cái tâm bất thiện. Mình cắt rồi. Mình nghe rồi cắt rồi. Thấy không? Mình tiếc. Mà gỡ không ra, mà đem gỡ. Thế không biết gỡ. Cái đó là pháp hành. Không, đó là sư nói sao kiếm cái phương phòng chân. Cái tiền của sư, chú có làm sao làm? Phải có chân. Tại vì tôi đang nghe là tâm nhỉ, nhỉ thức. Mà cái câu đó là câu nghe buồn lắm. Bị cột chói là nghe buồn lắm.
mà có tôi còn trả là được cái tình diễn thức đó là diễn thức gì? Còn trả lời ra nữa khả năng tàu xài tăng công lực không dụng nhân đâu hiểu chứ nè, hiểu không? Người ta dùng được chưa? Nó dùng được không nè, ám ảnh không đó, hiểu chưa? Rồi chứ những gì, những cái kiến sử gì của tôi đã có thì còn chó nào của tôi đã có, của tôi còn chó thì con chó nào của tôi đã có. Rồi những con chó nào chúng ta đang kẹp khó nè, nói tôi sẽ nghe tôi sẽ trả lời. Những con chó nào là con? Trả lời. Hỏi cái này lại cho nè. Những con chó nào kẹp đó thì nó có nhiều cái chó không giống nhau, người này có được gì khác? Không có phải người này giống nhau đâu. Không biết tôi nói cho xin nghe coi. Người này khó là kiếp sinh nào xin gọi cho nghe. Nào biết tôi tưởng nào ra khó, con chó nào là kiếp sinh thật đó. Không nói. Sao im hết trật vậy? Không nói gì. Hiểu chưa? Trật đẹp. Hiểu chưa? Càng nghe là càng nhĩ thích. Cái tưởng đang đang góp cho trong cái trạng thái nghĩ nhĩ thích. Mà nhĩ thích đó, nó tác động những tưởng đang muốn trả lời. Là cái tưởng góp cho trong cái vị trí thường nhanh duyên nghiệp phát hiện. Mà có tưởng nói ra cái trạng thái quả không được đó, tịch rớt trong khổ thân nhằn, nằm ở trong trạng thái nhân nhằn. Rồi chút xíu mặt mày buồn hiu tại nhân nhằn biết. Hiểu không? Dạ, tránh nhiệm là khi nào mình ngồi nhiều mình có tránh nhiệm. Nó không có ngồi nhiều là mới dễ thôi. Nó ngồi đỏ tới ngồi nhiều mà có tránh nhiệm. Chết chứ không á. Nhưng mà lái xe con có tránh nhiệm không? Không. Lỡ tới ngồi nhiều không có lái xe nữa. Hả? Con có lái xe con có tránh nhiệm không? Không. Đó là tránh nhiệm đó. Trời ơi. Rồi. Cô đang ăn cô có trách nhiệm không? Cô đang ăn cô có trách nhiệm không? Trời ơi, thằng không có trách nhiệm. Vậy cô đang làm gì? Không biết cái mà ấy. Không biết ăn cái gì. Cho nè. Cái đó trách nhiệm luôn luôn có. Trong từng phút giây có. Trong đời sống hàng ngày luôn luôn có. Không phải đợi tới khó thì mới có. Nghe kịp không? Khi mà sư hỏi đó, mà cái tưởng biết cách trả lời đó là cái tâm đã có trách nhiệm trong câu hỏi và có trách nhiệm để chuẩn bị để trả lời của cái cũng muốn mình nói là có trách nhiệm đó. Còn cái tưởng không có trách nhiệm đó là sư hỏi nó trả lời trả hỏi trả lời không trả lời coi chừng đó. Tại vì bị gai gai cái đó. Ai cả hà cả thấy không? Thế nên mới thấy cái kiểu không nè. Và chưa như vậy tại cả lớp này mình không còn ai là kiến sĩ còn trói là sẽ hỏi không ai đưa ra để xin lỗi đối phải mà rồi 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 con người mình bị vấp ngã và mình nói tụi tôi đang bị cột trói chứ thực ra là gì, mình không biết mình đang bỡ gối mà đang bị cột trói và cũng không biết thế nào là mình đang có cách xử lý trong những tình huống đó đang có nữa là mình kẹt ha. Tôi nghe kẹt không, hiểu không? Được chưa? Rồi xin nghe. Đây để mình gỡ cái rối đó gì mình cần phải có tình. Yeah. Mình phải đảm bảo. Mà tơ lòng thì sao có giải quyết được sắc mắt từ tâm tình. Cái này giải đáp tơ tâm tình sắc mắt. Không có được. Mình phải tỉnh giác được một khi như là lúc trước á thì con không có tỉnh giác. Con như là tâm con chạy tâm lai. Không tỉnh giác mà tâm lai. Thì nhưng mà bây giờ cái tâm của con bị từ khi học với sư thì tâm của con đề cao cảnh giác hơn, đề cao nên cũng chạy như hồi xưa nữa. Thế thì cái cơ thể của con nó đòi hỏi cái sự kích thích mà con hồi xưa con đã có, thì cái con nhìn thấy cái chân con nó lắc cái chân. Thế thì cái con một khi con cái tỉnh giác thì con
không lắc nữa, à, không lắc nữa. Cái thì cái thân thể con máy móc, cái tay con bắt đầu tôi nó cãi đầu. Thì nhổ tóc nó ra đó. Con chặn nó lại được. Một khi mà con cái tỉnh giác thì cái tay con nhắc lên để cãi đầu thì con biết nó. Rồi hạ xuống liền. Thì hạ xuống. Rồi hạ xuống rồi. Nếu mà con nhắc thì nó gãi. Ủa tôi mới gãi nó có tự nhiên rồi. Rồi sao thì con biết vậy. Vì thế thì câu hỏi của con là nếu mà mình muốn bỏ cái tính cái đại tốt của mình á thì phải có tỉnh giác như vậy. Để mà mình ngăn người đó. Dạ. Phải. Tức là mình phải cái thói hư tật xấu hay là cái thói quen mà mình đã tạo ra từ khí với con tỉnh nghe kẹp không? Thói hư tật xấu là mình nhìn từ thôi, hay là thói quen tập khí của mình nhìn từ thôi. Cái quan trọng nhất là gọi là gì? Hành động với tự nghe kẹp không? Dạ. Quả báo hay là kết quả của hành động? Kết quả hành động. Để nói như vậy thôi. Nếu mà cái nó chỉ có hai cái loại này thôi, hành động và kết quả của hành động. Còn quý tử đó thói quen hay là tập khí hay là những gì quý tử đang làm thì quý tử điều đó có gọi là hành động. Phải không nào? Còn quý tử có từ thắng lời và ý thì quý tử có quả từ nơi thắng, quả từ nơi lời, quả từ nơi ý. Như vậy thì quý tử muốn tốt thì người ta gọi là thiện. Tự không muốn có, tự đang góp trong trạng thái xấu là bất thiện thì nó ra những cái trường hợp đó ra. Mà quý tử muốn được cái này và muốn tránh xa được cái này thì được gọi là gì? Chánh chánh niệm. Nghĩa là hay rồi là gì? Thất niệm mà thôi. Tôi nghe kẹp à, khổ càng nói quá. Thói hư tật xấu, thói quen tập khí, không cần phải nói. Hành động, thân lời và ý phải cẩn thận và luôn luôn ghi nhớ. Đáng làm và không nên làm, không đáng làm và không nên làm. Chúng ta phải nhớ cái đó thôi. Đại ngà với đại ngà. Thấy chưa? Không cần phải nói những cái trường hợp xa gặp. Còn từ cái hành động này thì nó ra kết quả từ hành động đó. Và nó tương xứng với cái đó, nhớ những cái trạng thái của nó đã có do mình làm ra. Có sự hiểu biết, có sự ghi nhớ, không có sự ghi nhớ. Thấy chưa? Thấy chưa? Vậy thì khi mà mình chân mình lắc, mình coi tại sao chân mình lắc, mình coi cái nhân của nó. Còn khi mà mình chế được cái chân không lắc, và tại sao cái tay mình muốn gãi đầu, tìm ra cái nhân của nó. Hiểu biết tại đó là ta có chánh niệm. Chánh niệm là nơi đó, tỉnh táo là đó, ngăn chặn cái việc làm đó, không muốn tạo nữa đó. Gọi là tỉnh giác. Hay chưa? Rồi, tỉnh giác chúng ta có mấy loại tỉnh giác? Tỉnh giác nó có bốn, đúng không? Tỉnh giác chúng ta có bốn. Vậy, tỉnh giác thứ nhất là gì? Hữu lý tỉnh giác, đúng không nè? Hữu lý tỉnh giác. Hay chưa? Còn thứ hai nữa là gì? Thích nghi tỉnh giác. Nó có thích nghi không? Thứ ba nữa, nó có đáng làm không? Thông hành. Và thứ tư là có sự hiểu biết không? Nó có bốn loại tỉnh giác. Nó có hợp lý không? Hay là không hợp lý? Và nó có đáng thích nghi, có đáng làm hay không? Và có sự hiểu biết hay không? Là ta gọi là tỉnh giác. Thế thì khi một lần mà ta làm, ta có chánh niệm, mà ta có cái tỉnh giác này, thì chắc chắn việc làm đó ta chọn lọc được cái kết quả của nó. Còn khi mà ta làm mà ta không có chánh niệm, mà ta có thất niệm, thì chắc chắn ta không có những hành động của cái sự tỉnh giác này, thì kết quả ta sẽ ra ngoài cái mức hành động. Thấy chưa? Nên làm hay không? Đáng làm hay không? Và thực hiện hay không? Thông hành. Và có sự hiểu biết hay không? Là bốn. Vô si tỉnh giác, hữu lý tỉnh giác, thích nghi tỉnh giác, thông hành tỉnh giác và vô si tỉnh giác. Cái này mới tự chép đó là đau lòng ngài chúng ta đó, mà nó gỡ ra những cái bài pháp về tỉnh giác rồi còn đang chép nữa, còn đang chép nữa đi xem đâu nhớ nè.
đặt quay lắm, lúc đặt nó được hết á. Để nghe cái giải pháp rồi chưa? À, nha. Do đó có những cái đó, mà các tụi sẽ thấy mình làm luôn ca bốt. Và có những cái mình làm cũng có đủ tốt. Có ba, có hai, và có một. Có tự nghe kèm không? Mấy tự chỉ nghe hợp lý mà thôi. Nghe một câu chuyện nào đó, mấy tự nghe một hợp lý mà thôi. Nhưng mà quý tử không có hiểu biết nên làm hay không nên làm, là không có vô si. Và chuyện đáng nên hợp cho mình có thể làm được hay không làm là thích nghi. Và cái chuyện này mình làm theo khả năng mình được hay không nữa là thâu hành. Cho khi đó quý tử sẽ bị dính trong cái trạng thái có chánh niệm mà không có tình trạng. Tôi nghe kịp không? Được chưa? Người mà chúng ta yếu đuối mà gặp một cái thùng, nó là một thùng sắt nặng, chúng ta có khiêng lên nổi không? Cái đó nó không hợp lý, mà chúng ta không có thích nghi để khiêng nặng, thì việc làm nó ta không làm nổi. Và ta có sự suy nghĩ đó, ta có bốn cái tình trạng. Chúng ta nghe kẹp hả? Nhưng mà cái thùng nó quá nặng, nhưng mà người mình quá yếu, mà mình vẫn quyết định mình làm, thì mình có tỉnh giác không? Thật sự không có tỉnh giác, một trong bốn cái này cả. Tôi nghe kẹp ha, thấy chưa? Quý tử chỉ có chánh niệm, quý tử chưa có tỉnh giác. Có sự ghi nhớ là cần phải khi cái thùng này, nhưng quý tử không có tỉnh giác để mà xử lý cái thùng này trong cái trạng thái hiểu biết của việc làm của mình, chứ không phải việc làm của mình, việc làm này chứ không phải của mình. Tôi nghe kẹp ha, do đó những cái đó nó cũng được cẩn thận vô cùng cẩn thận. Thế tôi có chánh niệm chưa phải tỉnh giác, xin nghe. Thưa sư, có nghĩa là tỉnh giác có nghĩa là một trong bốn cái mà mình hiểu rõ đó, mình có thích nghi được hay không đó, thì là mình có tỉnh giác rồi, tức là không cần biết là mình có làm được hay không, tức là mới có tỉnh giác thôi, mới có tỉnh giác. Yeah. chưa có thể đi đến hành động được đó, là chưa có thông hành, chưa có vô, có thể có từ có vô si, nhưng mà chưa từ không thể làm không có thông hành, làm một cái thích hợp và hợp lý cho việc làm này đáng làm, thì sẽ bị nhớ cho mình đó. Được chưa? Phải đầy đủ bốn chi hả sư? Hả? Phải đầy đủ bốn chi thì nếu có điều kiện là phải nên đủ bốn chi. Còn không đó thì mình có hai chi thôi, chứ không phải là đầu mình phải chừng được tứ chi. Được chưa? Ta nghĩ là đây để là qua cái phần mà về tâm quả bất thiện của nhân, thì chúng ta thấy cái tâm quả bất thiện của nhân này á là cái tác nhân của nó tạo ra để nay nó là quả đó. Nó là gì? Nó là bởi những tâm bất thiện, đó nè, những tâm bất thiện nó làm ra, giờ nó phải lấy cái kết quả của nó làm bài đó là tính năng là một tâm diệt quả, cái tên nghe kẹp ha. Như đó, chúng ta đi vào trong tình tiết của nó, từng một phần, từng phần nó, như chúng ta biết nó có bảy cái tâm quả bất thiện vô nhân, rồi chúng ta đi qua bảy cái tâm quả bất thiện vô nhân của nó. Thì thứ nhất á là chúng ta có tâm nhãn thức. Được chưa? Thì nó bắt lấy cảnh sắc, phải nè. Rồi cái đó điều đó chúng ta đã biết rồi. Rồi sau đó nó tiếp tục nữa đó là nó có tâm nhĩ thức, nhĩ thức cảnh tình. Rồi kế tiếp đó là tỷ thức cảnh khí. Được chưa? Rồi thứ tư là thiệt thức cảnh vị, thân thức là cảnh xúc. Sao tiếp theo cảnh ngủ, thứ bảy thẩm tắc, sáu cảnh. Rồi ta có những cái tầm đó. Chưa? Những cái tầm đó nó đón nhận được qua sáu loại cảnh này, thì những cái cảnh này nó là những cảnh bất thiện. Sáu không tốt, thấy chưa? Nha, yeah. Tôi nhớ như vậy đó, thấy chưa? Như vậy thì tâm tiếp thấu chức năng của nó thâu được năm cảnh ngũ. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nó thâu được hết, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nó thâu được, sát thân khí vị xúc nó thâu được luôn năm cảnh ngũ. Thì anh tiếp thấu
thâu được sắc thân khí vị xúc là chúng ta làm được. Nhưng mà tới tánh 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 á, anh làm được sắc thân khí vị xúc và pháp. Kịp chưa? Thì tôi nhớ hả? Thì đó thì do đó đó, tôi phải biết mỗi một chức năng, mỗi một vị trí nó. Còn anh nhận thức thì biết cảnh sát, anh nhận thức biết cảnh thân, anh tỷ thức biết cảnh tỷ, anh nhận thức biết cảnh vị, anh thân thức thì biết cảnh xúc, và anh tiếp thâu biết năm cảnh đó, năm cảnh đó nghe kịp mà. Rồi anh thăm tám này vừa biết năm cảnh đó còn biết được một cảnh pháp nữa, kịp chưa, hiểu à, nhớ chưa? Mà những cái loại này là những loại cảnh quả bất thiện, hiện bài một tính chất xấu, không tốt đẹp. Kiếm chia nha, nhớ nha, từ bài nha, hai nha. Hey, vì thì khi mà quý tử thấy một cảnh gì là xấu, là cái quả bất thiện nó đang chỗ sanh cho quý tử đang đón nha, một cái tấm bất thiện quá khứ quý tử đã làm ra. Quý tử nghe bản thân không tốt, là tâm nhị thức đón những cảnh hình quả bất thiện do một tấm bất thiện quá khứ quý tử đã tạo ra. Cái tên ngửa đến một mùi mà không có được thích hợp là quả dị thuật của một tâm bất thiện quá khứ của tôi đã tạo ra, như tự nhiên đó nhỉ. Cái tên đếm một cơ vị mà không có làm cho tôi vừa lòng, cay đắng chua mặn ngọt vân vân, là tôi tự đang đón nhận một cái quả đã trả vai quả của một tâm bất thiện quá khứ tôi đã làm ra. Muốn tự đón nhận cái thân đau nhất hay là tự xuất chạm với một trạng thái bất tâu nguyện đang là một quả bất thiện từ một con tâm bất thiện quá khứ cho đã tạo ra, cho nên phải trả cái đó, kịp chưa? Chưa nói là thích hay không thích, đồng ý hoặc đồng ý, sau đó xử lý thành con nữa, nhớ nha, hiểu không? Chưa. Vì vậy thì đây, từ đây về sau những cái này luôn luôn là một cái trạng thái nhắc nhở hay là một cái trạng thái ám ảnh của hoạt tử. Nó là nhắc nhở là quý tử có trách nhiệm, nó là một cái ám ảnh tạo tác ra một nghiệp báo nữa, là một cái trạng thái gì, thất niệm. Quý tử phải nhớ nó là một cái ám ảnh luôn luôn trong con người chúng ta, lúc nào cũng phải có nó gì đâu. Nó là một người bạn tốt chúng ta tỉnh thức, nó là một cái thù nguy hiểm để nó làm chúng ta đau khổ tiếp tục nữa. Quý tử nhớ như vậy đó, nhớ ha, không có đối tượng ai cả, không trách ai nữa cả, và cũng không có nhìn ra bên ngoài nữa cả, nhìn là chính mình, nó là người bạn tốt cho mình tích cực. Nếu ta có chấp niệm, không được xa vô cái tờ rác nữa, hay là chúng ta là một bạn cả một trạng thái gì, một sự ám ảnh nguy sợ, nó đang thúc đẩy ta phải làm ra một cái việc bất thiện nữa, thì ta không biết dừng lại giúp cái trạng thái thất niệm của mình, kịp chưa? Ta nắm được kịp chưa? Rồi chưa? Như vậy thì lúc nào quý tử cũng phải cảm thận. Vì khi mà quý tử không có cái kênh này thì quý tử được ăn vui không? Chưa chắc. Nhưng mà có cái này mà quý tử được khổ đau, quý tử phải nói là khổ đau không? Chưa phải biết được. Vì chỉ có cái là gì? Trách nhiệm và thu hút các căn lại. Thu hút các căn lại, chánh niệm và phải thu hút các căn lợi và chế ngự tác ý trong lúc tạo tác tham sân si. Hả nè, quý tử còn nhớ ba cái trường hợp chúng ta được học qua không nè? Thu, chế, diệt, đúng không nè? Giờ cái này là thu hút các căn lợi, đúng không? Thu hút các căn lợi, thu hút các căn lại, chúng ta không dám nói là lục căn, căn nào có chúng ta thu hút ngay lúc đó, ta biết lúc đó ta có chánh niệm, đúng không? Còn nếu tự nó là cái tự nó thu hút lục căn á thì chưa chắc là có, vậy mà lúc đó thu hút các căn trong cái trạng thái có chánh niệm tỉnh, nha. Yeah. Rồi khi mà cái tự nó là thu chế ngữ vẫn là thu hút chế ngự và diệt trừ, ta gọi là gì? Thu chế diệt, chế ngự. Thì chế ngự từ nói gì? Ba cái tham sáng si, đúng không? Thì ba cái tham sáng si này
nó bằng bóng tạo ra tác ý tạo nghiệp. Tác ý tạo nghiệp. Thấy là được chưa? Rồi, lúc đó cái tự phải diệt trừ những lậu hoặc và kiết sử, đúng không? Lúc đó ta gọi là diệt trừ lậu hoặc. Cái ngữ là tham sân si, mà diệt trừ là lậu hoặc cái kiết sử là ta đang làm gì? Cắt nghiệp quá khứ, hay ta còn gọi là gì? Cũ. Kịp chưa? Hồi nãy ta có nói tâm nhận thức mà hình thành bắt biết được cảnh sắc là do bởi tác ý. Cứ tự thấy đó nè, bởi tác ý mà ta mới hình thành cái tâm nhận thức bắt được cảnh sắc. Tác ý gì? Phải cảm thận trên người đó. Tâm nhận thức không duyên cho cảnh sắc là một điều, mà phải chế ngự từ tác ý để đừng cho tâm nhận thức chạy ra cảnh sắc là một điều thứ hai nữa. Thế ta nghe kìa không? Rồi tôi phải diệt trừ những cái nghiệp cũ đang thúc đẩy mà tôi phải tạo ra, đó là sự cột trói. Luôn luôn có thu chế diệt. Nhớ chưa? Nắm được chưa? Rồi tôi đang ở trong giai đoạn nào? Thu chế diệt của tôi đang trong giai đoạn nào? Từ từ bình tĩnh lại, chỉnh các bạn là cho không té. Thầy xin biết biết là tôi ngồi xin đang đứng nên xin nghe sự ôm có sự té đánh yếu là vậy đó. Giờ biết tôi đang ở trong giai đoạn nào? Thu chế diệt của tôi trong giai đoạn nào? Thu chế trong giai đoạn thu. Tôi ra trong giai đoạn nào? Thu và chế. Mà chưa làm được thì quý tôi đang bị kẹt trong trạng thái đang nghe. Cái đó khi hỏi mình có trả lời không? Thì sao nãy gì trả lời không? Được, càng nói càng kẹt đó. Càng nói càng kẹt đó. Chúng tôi đang trong giai đoạn nào? Thu chế diệt của tôi đang trong giai đoạn nào? Tôi im hết trơn rồi. Sự nói lớn tôi có nghe không? Hiểu không? Tất cả càng thạc mà cô cách căng lại. Giờ mình phải chế được cái tác ý mình lại. Giờ coi cái nghiệp cũ mà nó bắt mình tạo ra nữa không? Rồi đó mình đang ở trong cái trái tim pháp hành đã. Tôi đang ở trong pháp hành đã. Pháp hành đã. Thấy chị à? Cẩn thận. Đó là cái tự lương cột tỷ vậy đó. Tự như cái bật phá cái con này ra. Mình nói theo cái nghiệp cũ của mình, nói theo trong cái tác ý của mình đang muốn tạo nghiệp, hay là mình trong trạng thái chưa có theo dõi được các căn mình ở trong vị trí nào cả. Đáng dùng nè. Thả căn. Thả. Mới cái này mới làm gì dính ra rồi ha. Mới qua nghỉ xong xuân ca cái chứ là được. Tạo nghiệp quá, xin thấy tạo nghiệp quá, lớp học thì tạo nghiệp quá. Xin nghe. Nhưng mà để hành được ba cái khu vô chế cho việc đó, mình phải có cái chánh niệm trước. Chánh niệm. Rồi, có cái chánh niệm, luôn luôn phải có cái chánh niệm, luôn luôn phải có chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là cửa ngõ cho cái tự thu của các căn lại, dần dừng lại các chế ngự, các tác ý, dần ngăn chặn ngừa những cái nghiệp cũ thúc đẩy ta tạo lại cái nghiệp báo. Tôi phải nhớ như vậy đó. Không á là chúng ta rớt vào một cái quỹ đạo vòng tròn đi. Một cái vòng tròn nó xoay chúng ta quấy cùi để chúng ta bị rớt ở trong cái trạng thái gì không chủ động mà nó đang chủ động cho mình. Cái tự phải cảm thận nhớ ha. Vậy thì ở đây cái tự nhớ khi ta nói cái tâm nhận thức là cảnh sắc xấu,
tâm chỉ thức là âm thanh nghe sắc không có, chỉ thức mùi hơi không thích hợp, vị không thích hợp, sốt không thích hợp, mà tiếp theo ở trong một trong năm cảnh ngũ đó không thích hợp và thẩm trắng nhìn xét được 6 loại cảnh, 5 cảnh này và cảnh pháp kết hợp cái đó đẩy nó qua bên tâm động lực quyết định hiện tại đó. Thế tôi nghe kêu ha, khi tiếp theo nó đưa qua tâm thần tái là thành cái 6 cảnh. Thế tôi nghe kêu ha, và khi mà vô cái tâm động lực là chỉ có cảnh pháp, tại vì nó đâu còn chức năng của những cái loại của nhãn gì thị thiệt thân đó đâu, nó chỉ còn là cảnh pháp. Và cảnh pháp nó quyết định theo cái tác ý của nó tạo ra nghiệp, hay là bị nghiệp cũ nó tạo nó làm một nghiệp mới, nghiệp cũ tái tạo ra nghiệp mới. Quý vị phải cảm thán cái chưa. Vậy thì khi mà thích ngồi thiền, thân của tự đang nhất, thân xuống tự đang nhất, nhận thức tại nơi đó một cái cảm thọ khổ từ nơi cái thân thọ mình thân tâm thân thức biết được đây nhất màu đau, thì lúc đó tâm thân thức nó báo động vào tâm tiếp thầu, tâm tiếp thầu nó đưa lên tâm thẩm tán, tâm thẩm tán báo lên cho tâm đấn định và tâm công lực mình giải quyết cái tê nhất màu đau của tâm thân thức đó. Được chưa? Được chưa? Rồi vậy thì khi tâm thân thức nó báo lên là tê nhất màu đau, tiếp thầu nó đưa lên, hay là tâm thân thức khổ đau tại đó nó giải quyết cái khổ đau của tên nhất khổ đau của tâm thanh thức mình đang biết có cái trạng thọ cảm thọ này, tâm thanh thức của ta đáng nhận được tên nhất khổ đau phải không nè, là khổ thọ phải không nè, tôi nghe kẹp ha, tâm thanh thức của ta đang đón nhận tên nhất khổ đau là một cái khổ thọ thì nó giải quyết được hay là nó để tới tâm động lực phải giải quyết cho nó, tâm động lực hả? Xin nghe lại, khi mà cái tên nhất của đau nó lên trên cái con người của tôi đang cảm thọ một cái trạng thái thân thức của tôi đang bị đau đó, thì tâm thân thức của tôi đang đón nhận một cái tên nhất của đau là một khổ thọ đó, nó giải quyết nó hay là đưa qua tâm động lực, đưa qua tâm động lực ám nè, tiếp tháo thẩm tán đón định rồi động lực giải quyết, kể chưa, mỗi cái tâm động lực đó là một nghiệp báo, nghiệp báo nghiệp, hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp. Mỗi cái nghiệp, mỗi một cái sắc na tâm động lực đó là một nghiệp báo. Một là nghiệp lực mới, hai là hưởng một nghiệp quả đã tạo cho lại cái tâm động lực đó đón nhận được sáng lên nghiệp cũ hay là đang tạo nghiệp mới. Sáng lên là nghiệp cũ hay đang tạo nghiệp mới. Cảm thật hiểu chưa, hiểu chưa, mỗi một sắc na tâm động lực đón nhận từ cái thân thức tê nhất màu đau là cái tôi đang tạo ra một nghiệp mới hay là cái tôi đang phải giải quyết cái nghiệp cũ, vậy thì cái tôi đang giải quyết một cái nghiệp trường hay là cái tôi đang tế ngự một cái tác ý, trong khi các căn nó đang có chánh niệm tỉnh giác báo động về chúng tự đó, là lúc đó tuệ giác của tự quyết định, trí tuệ của tự quyết định hay là thói quen tập khí của tự quyết định, hiểu không nghiệp báo, nghiệp quả hay nghiệp lực, hay là cắt đứt nghiệp báo, nghiệp lực, nghiệp báo, nghiệp quả, hiểu chưa? Cảm thẳng được chưa? Ha, nhớ như vậy đó, tê nó đến thân thức không giải đáp mà tâm động lực giải đáp, mà mỗi sắc na tâm động lực đang giải đáp cái tê đó dưới cái gì? Dưới tác ý gì? Dưới cái nghiệp lực lượng gì? Tu tập để diệt trừ nghiệp, để cắt đứt nghiệp và không cho nghiệp được chỗ sanh, hay là chúng ta tu tập để mà trồng chất nghiệp và tái tạo nghiệp, và nghiệp trồng chất lên và nhiều năm nữa.
thầy bộ chứ không phải thầy bộ thì cắt đứt bằng em thầy bộ thầy bộ sẽ đang trình bày sẽ đang trình bày sẽ đang trình bày thành thật người ta nghe kẹp không người ta bấm chồng lên hay một tính cắt giảm thì tôi muốn khóc thêm hay là tôi không muốn nữa từ nơi từ tập từ nơi từ tập từ tập kể chưa hiểu à hiểu à nhất đó mỗi đó nào đó đó là mới hay là cũ nhất đó mỗi đó đề đó nào đó đó là mới hay là cũ 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 xưa rồi nhưng mà lấy ra dùng đó thì là mình ăn cơm bụi không có nấu một cơm lấy mà tại sao mình phải ăn cơm nguội mà không nấu còn cơm mới vì tại mình muốn khó cũng tại tại nữa đó tôi nghe kịp không tôi nghe kịp không nói là một câu chuyện đã qua mà kể là câu chuyện đó dưới tất cái gì là cái chuyện khó cơm mới hay cơm cũ cơm cũ cơm cũ cơm cũ khỏe không tôi nghe kịp không thì đó đó là ta học năm tâm và là gọi là ngũ thức ta có các căn và khi mà cụ tự có tâm tiếp thu và thẩm tán thì là dòng tâm thức đang đưa đại cụ tử chụp chờ trước cái cảnh cửa nghiệp sắp sửa tạo ra dòng tâm thức đang đưa tự sao đứng chụp chờ trước cửa nghiệp sắp sửa tạo ra và phải nhìn coi trở lại những cái đó với những tâm động lực thụ lý cảnh đó với nghĩa gì hiểu có không dễ hiểu chưa tôi nắm được chưa rồi như vậy thì ta dùng là ba cái pháp hồi nãy không nè ba cái pháp hồi nãy đúng không ta có sát na định sát na định phẩm năng phẩm năng minh sát sát na định minh sát giải quyết được tại nơi đó là cái tự ta cắt bớt những cái gì những pháp hiện thế hay là những pháp kiến sử còn chối con đường của người ta là cái tự nghe kịp chưa nắm được à ha rồi ở đây có tự thấy nơi nào là tạo ra nghiệp không có nơi này từ 1 cho tới 7 không có tạo ra nghiệp vì sao đây là quả chỉ thuộc đúng không cái tự nhìn thấy từ tên tâm tâm nhãn thức chạy xuống cái tâm thẩm tâm không có cái tâm nào mà tạo ra nghiệp hết thì nó là gì nó là quả dị thục về chưa thế thì tại sao cái tự vui và buồn thích và không thích với ngũ thức nó lấy ngũ căn ngũ cảnh đem cho trong người quyết định tâm động lực hả vì tâm động lực hay tại vì không thôi có cám đổi từ tâm động lực nè nó này đổi từ có tới tâm động lực vì mới tự không thú có cám đấy à, đúng rồi đi mua ra cái tượng đó đi đi ra ngoài mua cái tượng đó đi ha che mắt che tai che miệng nhưng mà không có che cái tâm mình được chưa có một cái tượng nào giảm che cái tâm mình được che hai tay, che hai tay được, che hai con mắt được, che cái miệng được, nhưng chưa che được cái tâm. Cho cái tâm mình mới hé lộ ra mặt nhiều. Thế tôi nghe kìa mà phải đi tìm cái tâm, cái hình nào mà có che cái tâm mình được. Không mua cái tượng nó vậy. Cẩn thận, nghe chưa? Đây nó rõ ràng. Ngọc bắt cát, bắt tình khí. Nhân bất hợp bất chi lý ngọc không dò không rủa không mài không sát ngờ không hiểu biết
giờ ta có hiểu biết, ta nhận xét những cái tâm nhận thức này không có tạo nghiệp được vì là quả, những tâm kiến thức này không tạo nghiệp được vì nó là quả, những tâm kiến thức này là không tạo nghiệp được vì nó là quả. Thế thì tại sao khi ta thấy sắc, khi ta thấy thân, ta thấy khí, ta thấy vị, thấy xúc mà ta vui buồn chẳng còn tại đó là tại gì? Chấm không nói ra lời. Nói ra lời là kẹt nữa. Hiểu chưa? Phải hết sức là cẩn thận. Như vậy thì quý tử không phải lo cái tâm giải thức, quý tử không lo cái tâm nhị thức, quý tử không lo cái tâm tỷ thức, thiệt thức, sanh thức, mà quý tử phải lo cái tâm dưới tác ý của mình không có chánh niệm để kiểm soát nó được. Lo cái đó. Hiểu chưa? Cảm thật. Xin nhắc đi nhắc lại vào đó. Được chưa? Thôi thì, khi quý tử ngồi thiền, tay nhấp vào đào, quý tử giải quyết nó được không? Hay quá, trời, người ta nói xong ra giải quyết vào đó, tạo quả vào đó. Khi nó giải quyết được là được, tạo quả vào đó. Được chưa? Rồi, rồi khi quý tử ra, khi quý tử ra về tới nhà, từ trên đường, từ đây về tới nhà, quý tử có giải quyết được tất cả các cảnh đến quý tử không? Vậy luôn rồi, bắt đầu cái đó được à? Các cảnh nó đến với ta liên tục. Quý tử phải cảm sàn. Nhớ hả? Rồi vô tới nhà, các cảnh ở trong nhà nó hiện bài ra, quý tử giải quyết nó được không? Rồi luôn đó rồi, phải là cả. Nhớ nè, quý vị tự phải nhắc liên tục như vậy mới được. Còn không thì bỏ cũ soạn lại, tu tập bao nhiêu coi như là bỏ hết thời gian đó, hay là công lực mình đã tạo ra bao nhiêu đó bỏ hết. Uổng lắm, phải cả. À, được chưa? Rồi, quý tử bây giờ sẽ hỏi quý tử nghe nè. Giữa ba cái này, giữa ba cái này, quý tử sợ cái nào? Thu chế sự, thu chế diệt, quý tử sợ ba cái này, quý tử sợ cái nào? Hôm nay nhắc cho lại cho nha. Cảm mắt nhìn qua nhìn lại nha. Không biết ông sư để tôi có lấy gì ở đây. Giờ chú hỏi mấy sợ cái này nè. Yeah, sẽ hỏi lại lần nữa ha. Giữa thu, chế, diệt, trong ba cái này có thể sợ cái nào? Sợ cái này. Rồi, cái này rồi. Rồi, trả sợ không sợ. Rồi, anh lập trả lời không sợ. Sợ không sợ. Sợ thu hả? Sợ thu, sợ thu. Bây giờ tới đây rất là mùa thu cũng tới rồi đó. Bắt đầu có ấm rồi đó. Ha, cứ tự sợ cái thu quá nè. Hay sợ cái gì? Sợ thất niệm. Sợ thất niệm. Rồi, sợ thất niệm. Cái cứ tự nghe kịp mà. Không có sợ thu kế diệt mà sợ mình thất niệm hay là có chánh niệm mà thôi. Thì ba cái đó có trong tay cũng tự lại. Quý tử phải biết cái nào là chánh, cái nào là yếu, cái nào là mạnh, cái nào mạnh yếu, mình cần biết mạnh, quý tử phải biết hết. Chứ còn không, quý tử làm đánh đúng ra là quý tử đánh chặt, là quý tử mạnh, quý tử nhớ như vậy đó. Căn nào có cảnh đó, chánh niệm tại nơi đó, ta thu thúc được đó, ta chế ngự, ta ký ta được đó, thì diệt trừ nghiệp của ta được đó. Hiểu không? Phải cảm thành. Dạ. Vậy chúng ta làm nhanh không? Hay ta làm chậm lại? Ta mới hồi cảm thành. Nhanh mà không cảm thành, thà ta làm chậm lại là ta kiểm soát được đó. Tốt hơn. Thế ta phải cảm thành. Tại vì sao? Ta muốn tái tạo cho lại. Nó đã xấu rồi, cái từ có sửa nó được nữa không?
không sửa được. Nó đã không tốt rồi, tôi không có sửa được nữa. Đã gì đó là quả, nó đã đến rồi. Các tôi nghe kèm không? Nhìn về tại đó, các tôi không thể nào gọi là tạo nghiệp. Vì nó là quả, mà các tôi tạo nghiệp là tại các tôi thiếu cái niệm. Nắm được chưa? Nắm được chưa? Rồi ha. Rồi, sư mở một cái cửa này một chút xíu cho con tử một phần cái tâm này. Mà nãy giờ chúng ta cứ nghe nó tâm khai ngũ hồn. Đó là trong cái lộ trình tâm mà chúng ta được nghe qua. Sư mở một chút xíu đó, nó là phần tâm di tác. Tuy nhiên sư muốn mở cho con tử tìm thấy cái lý do. Rồi chưa? Tâm khai ngũ hồn. Tâm khai ngũ hồn là tâm, là tâm, là miệng mở cửa, mở cửa một trong năm tâm thức, là tâm là miệng mở cửa một trong năm tâm thức của giác quan nhận thức. Được chưa? Rồi, cũng vậy, nó là một tính chất duy tác. Duy là duy nhất, tác là hành động. Vậy thì tâm duy tác là tâm chỉ có hành động, chỉ có hành động và không chịu lãnh lấy quả của hành động, nên ta gọi là tâm trí di tác. Được chưa? Vậy thì tâm chỉ có hành động và không chịu lãnh lấy quả của hành động gọi là tâm di tác. Được chưa? Duy là duy nhất, tác là hành động, là tâm đó chỉ có duy nhất hành động thôi và không có hưởng lấy quả của hành động. Được chưa? Nó làm nó cấp cho là phải móc, nó đẩy ra thôi. Tâm khai ngôn ngôn là tâm làm việc mở cửa một trong năm tâm thức thuộc giác quan hay là của giác quan nhận thức từ nơi cảnh với nền nơi cảnh. Còn chưa nè, nghe kịp ha. Và tâm thân thức, tâm khai ngôn ngôn này, mới tự nghe kịp nha. Tâm khai ngôn ngôn này mà nó kết hợp với tâm tiếp thâu, tâm tiếp thâu mà nó cộng với tâm khai ngôn ngôn, nó thuộc gọi là ý giới, nó thuộc gọi là ý giới tiếp thâu mà cộng với tâm khai ngũ môn, nó gọi là ý giới. Các bạn nghe kẹp ha, nó chưa phải là ý thức giới. Ý thức giới nó không phải là ý thức giới, nó chỉ là ý giới thôi. Cái chỗ này xin muốn nhắc với tự nghe cảnh này cẩn thận, thấy chưa? Tâm tiếp sau cộng với tâm khai của ngôn, với tâm nhìn trên bảng, tâm tiếp sau cộng với tâm khai của ngôn, tâm tiếp sau cộng với tâm khai của ngôn, nó thuộc về lãnh vực ý giới. Ý giới nó chưa là ý thức giới, nó mới là ý giới rồi, là trạng thái gì? Giới là nguyên chất bản thể của từ nó ý nó biết, nhưng mà ý thức giới là bản chất nguyên thể mà ý đã được nhận thức và biết được về đối tượng đó, nên là ý thức giới. Còn này nó chỉ có một cái khái niệm biết từ cái ý đó thôi, chứ chưa có giải quyết được là nhận thức và hiểu biết mới là ý thức giới. Kịp chưa? Này, cái tên nghe kịp à? Giờ xin nghe. Cái nào không nghe ta? Dạ vâng. Rồi, tôi có tự nghe kịp à? Ý giới là bản chất nguyên thể từ đó ý mới có trạng thái hiểu biết thôi, chưa có nhận thức sâu sắc tại nơi đó. Nếu nhận thức sâu sắc đó là thuộc về ý thức giới, tại nơi đây chưa đủ tạo ra nghiệp, nó đưa vô trong cái ý là một cái khái niệm và từ đó nó truyền trao là ý thức giới mới tạo cái dòng nghiệp lực từ tâm động lực. Thì tôi nghe kịp không? Mà cứ tại nơi đây mà cứ tưởng tượng lại đây, tưởng tượng ngừng đây là ý nghiệp. Từ đây có tự tạo ra ý nghiệp,
nhưng mà tôi không nhìn người ta là ý nghiệp á, lại mới tôi tại nó đây thân là và ý nghiệp. Hiểu chưa? Thải cảm thật giai đoạn nào thân là ý, ý rất giới. Giai đoạn nào chỉ nơi khởi là ý mà chưa qua thân lời là ý giới. Cảm thật quý vị nghe kẹp ha. Như vậy thì khi mà quý vị ngồi, quý vị ngồi mà cái tê nó đến đó, tự là ý giới nó đang báo lên, tự quý vị đâu có nói ra lời, cái ý giới nó bắt đầu nó báo nhặt được liền chưa nói ra lời là quý vị đang là ý giới. Nhưng mà quý vị nhúc cái chân lên là ý thức giới làm chân quý vị tay nhúc chân là thân nghiệp. Lúc bấy giờ phải tạo nên sao các thân thi cộng với thân nghiệp là đang trả cũ hay tạo mới. Đúng chưa? Xin nghe sư, cái đó định là nó ở cái ý giới này. Đó định là thuộc là đang đi tới tạo ra nghiệp, là nó qua khai ý môn rồi, là qua dòng dòng tâm đốt định và tâm khai ý môn là dòng nó khác nữa. Kinh khiếp lắm, nên mới tự cảm thán nha. Chưa, nó là cũ, vô động lực ra liền. Nghe kịp chưa? Kịp chưa? Rồi, tôi xin nghe. Hỏi đến chỗ chú nói không có ý thức giới, có nghĩa là sao? Là chưa qua tới ý thức giới, nó chỉ mới tập trong ý thôi. Còn ý thức giới là hiểu biết và giải quyết được, đó là ý thức giới. Còn này nó nằm trong một cái bản chất nguyên thể, cùng tiếp ở một cái khái niệm là ý thôi. Nó chưa có hoạt động, nó đang ở trong cấp độ là gì? Ý giới, ý thức, ý thức. Chưa, nó qua tới ý thức. Quý tôi nghe chèm không? Mình lột cho ý rồi và xử lý cái ý đó là ý thức. Nghe chèm chưa? Được chưa? Sẽ nó chậm lại và nghe kỹ. Đang ở trong góc độ ý giới là đang hình thành, có thể tạo ra một ý nghiệp vào đó. Nhưng mà qua ý thức giới là đã tái tạo và hình thành ra được thân, lời và ý nghiệp. Thân nghiệp, lời nghiệp, ý nghiệp, cảm tạm nha. Thấy chưa? Thí dụ khi mà cái tên gọi thiền tê chứ bộ nào là thân thức đang báo lên, thân thức báo lên. Cái tên nghe kẹp ha, tê chứ bộ nào thân thức nó báo lên thì lúc đó mà tự có một cái ý giới tiếp thu và mở cửa của thân mà ý đang nhìn xuống thấy là ý giới. Thấy chưa? Còn cái tự đang khởi lên với trạng thái gì? Ý thức xử lý của nó là qua ý thức giới. Cái tự chuyển cái chân nó ra, xét cái chân nó lại, nhúc nhích cái con người qua, mở lời mà nói ra đau quá hay mở mắt nhìn là cái tự đang qua cái góc độ gì? Ý thức giới. Đây là có hành động nghiệp báo, có hành động sao về ý có nghĩa là có chưa? Khi tôi có muốn như vậy thì có tên ở trong ác khái kế quyết quyết định của mình. Thấy chưa? Thì quyết định của mình lúc đó là ở trong trạng thái gì? Tác ý, tạo ra nghiệp. Thì lúc đó có tên muốn chế ngự hay là có tên đang muốn diệt trừ? Chế ngự thì mới diệt trừ được, còn nếu không chế ngự được thì không diệt trừ được. Gần chưa? Tâm chánh niệm là lúc đó là thấy được đang ý giới hay là ý giới, đang là ý giới, chánh niệm được là đo ý giới. Còn nếu mà trong cái đó mình chưa biết ý giới, mình nó góp ý thức giới là mình đã thất niệm trong ý giới rồi, đã hình thành qua ý thức giới rồi. Nó chánh niệm là niệm ra cái đó không thất. Đoán định, đoán định ha. Nó qua một dòng tâm động lực rồi, mình qua cái trạng thái, qua lộ trình ý nữa mới ra được. Kịp chưa? Từ từ, từ từ. Tiếp tới đợt động lực đó, sắp sửa tới động lực đó. Từ từ đó, nghe chứ, con hiểu cái này. Bây giờ cái tê đó nè, con nghe kịp không? Nghe kịp này, lại nghe lại nè. Tê nó lên rồi nè. Cái ý mình biết được cái tê đang có trong con người thân của mình đang hiện bài lắm nè. Giờ lúc đó cái con thức nghĩ là gì? Nhúc nhích đó, lấy thức giới, làm việc nhúc nhích.
còn cái tư nghe thì thấy nghĩ thôi bản chúng cái gì đó nó chỉ thuần tế tại là ý giới mà thôi. Ý thức giới, ý thức giới vào đó có hành động vào đó gần chưa, ý thức giới vào đó đang hoạt động vào đó, nhưng ý thức giới thiện bất thiện chưa nói tới kịp không, hiểu chưa? Đi từ 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 thấy được chưa? Ý giới dừng lại, ý thức giới bước tiếp kịp chưa? Ý giới là sắp sửa đi tới nghiệp, mà ý thức giới mà đã có rồi đó là cả ba tham đài vậy. Có nó đã xỉu rồi, xỉu rồi, không có được ăn nữa, xỉu rồi, đau quá xỉu rồi, chưa hiểu chưa? Những tự đang ở ý giới, ở ý thức giới. Trả lời mà nói ý giới, trả lời tức là gì? Ý thức giới mới rồi mà đâu trả lời gì quý vị tự phải cả hãng nhắc nhở liên tục à, hay nha, mà không có sự tại đây á, cứ tự về nhà cứ tự liên tục như vậy đó, ai nhắc thì cẩn thận vậy nha các bạn, cẩn thận kịp chưa, phải cẩn thận. Cái tự đang ở ý giới hay ý thức giới? Dạ, phải, khẳng, hay giờ sẽ nhắc dở từng chút rồi đó, mà không có, nắm vô ông dùng được là ủ lắm. Sẽ đi từng bước, chậm, mà sẽ nhắc dở từng chút, mình tự phải cắn bắt được, nó mới lợi cho mình được. Không được nữa, ủ lắm. Cứ tự đi trên một cái cầu khỉ, mà nếu mà có cái tay cầm để mình tự còn yên tâm mà. Cái cầu khỉ đó được làm bằng cái cột dừa, thân dừa hay là thân cây cao, mà bên đây mình trồng xong bên kia đó là một con bờ còn xa chưa tới, mà mình tự không cẩn thận á là mình tự đỡ té, mình tự đi thẳng ngang á là mình tự sẽ té, mình tự phải đi nghiêng dưới cái góc độ nghiêng 45 đến 47 độ, chứ không phải tự thẳng như thế này mình tự sẽ té. À, mình tự phải nhớ xin cứ kinh nghiệm đi. Có sự đi cầu khỉ một con chuột cắt dây. Đó là ở dưới giếng. Em đang cắt sợi dây mà giờ đây em đang cầm chấm thời gian của mình mất đi. Không có nữa. Hết sức cẩn thận đi qua cầu khỉ mà có tay cầm là đỡ, mà không có tay cầm là phải đi chậm và phải đi nghiêng một chút một. Nghe chưa? Rồi ta nghĩ tới đây. Thứ sư tự tâm tiếp thu, và trước đó là còn có những cái tâm, năm cái tâm kia cộng thêm một cái tâm khai ngũ môn, cái như là ba tâm thì còn ý giới thôi. Tục là đang ý giới. Thấy chưa? Mới ý giới thôi. Nhưng mà tới cái cửa ngõ của ý giới là đã đó là cái đèn vàng của đó. Đang là đèn vàng rồi đó, nó sẽ rớt vô một cái đèn đỏ hay là đèn xanh, đèn vàng rồi đó. Đấy, xin thầy tiến hồi hướng quả phật báo này đến tất cả chư thiên.
thiền trú ngụ tại tứ phương tam tự. Các chư thiền trú ngụ tại tứ phương tam tự. Các chư thiền trú ngụ trong nhà của chúng con. Các chư thiền trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiền quan thế. Xin chư thiền quan thế. Quan thế. Quan thế. Những quả phước báo này. Hoan hỷ với quả phước báo này. Được tam phúc tam thọ. Được tam phúc tam thọ. Trong cảnh quả trời như nguyện. Trong cảnh quả trời như nguyện. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Củ huyền thất tổ. Đến ngũ huyền thất tổ. Nội ngoại hai bên. Nội ngoại hai bên. Ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ. Của chúng con đã quá vãng. Của chúng con đã quá vãng. Xin hoan hỷ với quả phước báo này. Hưởng cảnh quả phước tiêu nguyện. Được hưởng cảnh quả phước tiêu nguyện. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hướng lên quả thượng thích tinh châu. Hướng lên quả thượng thích tinh châu. Thấy danh là Đinh Tâm Nam. Thấy danh là Đinh Tâm Nam. Xin hoan hỷ với quả phước báo này. Xin hoan hỷ với quả phước báo này. Được hưởng cảnh quả phước tiêu nguyện. Được hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Đến hương linh của nhà Westland. Đến hương nhà Westland. Xin hoan nghỉ với quả phước báo này. Xin hoan nghỉ với quả phước báo này. Được hưởng cảnh quả phước như nguyện. Được hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính. Chia quả phước báo này. Chia quả phước báo này. Công thân bằng quyến thuộc. Đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại thiền. Của chúng con còn đang tại thiền. Xin được tai qua nạn khỏi. Xin được tai qua nạn khỏi. Tật bệnh tiêu trừ. Tật bệnh tiêu trừ. Thân tâm thường an lạc. Thân tâm thường an lạc. Tâm phúc tâm thọ. Tâm phúc tâm thọ. Cảnh quả phước như nguyện. Cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Chư Diêm Vương. Đến chư Diêm Vương. Đến tất cả chúng sanh. Đến tất cả chúng sanh. Trong ba giới bốn loại. Trong ba giới bốn loại. Và cho tất cả chúng con. Và cho tất cả chúng con. Sớm mau được hưởng. Sớm mau được hưởng. Quả phước. Cảnh quả phước. Như ý nguyện mong cầu. Như ý nguyện mong cầu. Đều nhau cả thảy. Đều nhau cả thảy. Thiên nữ trên nữ không. Địa cầu trưởng nữ rõ tâm mọi điều. Tâm vương thần lực có nhiều. Tâm xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng ngồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền. Đâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đao lời thọ nhà chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là phẩm trời vô tướng được mà hướng an phước con hồi hướng dân vang chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay có người làm phước được dày lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an man trường xin thâu phước bao cung trường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây
hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị hai xa thu 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 xa nãy cái tự gọi thiền đó, ý giới hay ý thức giới cái tự ý giới hay là ý thức giới à. Không ai dám trả lời nữa đó thừa nữa à. Rồi, có câu hỏi gì không cho chị nghe thì chúng ta sẽ là trao đổi với nhau để tiếp nhiều. Không ai trả lời sắp mắt hết rồi. Ủa, đúng không chị? Ủa quá, tâm nó hỏi là ủa lắm mà. Hãy có câu hỏi thắc mắc để cho mình lấy kinh nghiệm thêm chứ. À. Thì có thắc mắc gì chứ điều là xin nghe nhà cô thường thường con thấy khi mọi cái tháng nó xảy ra là mình đã vượt qua cái ý thức giới rồi, nhưng mà nếu mình dễ nhìn thấy cái ý nghĩ của mình lúc đó nó là ý thức giới à. Mình nhận xét được như vậy nó cũng có là có cái tốt được không thì sư dạ. Mình đã biết là mình đã vượt qua cái ý thức giới dạ. Rồi thường 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 á các cái phật tử biết không, với cái góc độ mà tâm lên phát triển nhanh quá, nó sanh diệt quá nhanh và không có một cái pháp nào để chúng ta so sánh được sự tốc độ nhanh của tâm thức đó. Chính do đó thì khó kiểm soát lắm. Nếu mà chúng ta thuần thục trong chánh niệm mà chúng ta có cái sát na định, tức là chúng ta chú tâm với chúng một cái đêm một đó và cũng không làm cho ta bị phóng tâm đi đó, thì chúng ta mới giữ được cái độ tâm kiểm soát được đó. Vậy thì khi mà giữa hai cái trạng thái phóng tâm, giữa trạng thái giữa ta nói là ý giới và ý thức giới mà chúng ta giữ không được ở góc độ ý giới mà nó chạy qua ý thức giới, tức là chúng ta đã coi là nó đi nhanh quá và chúng ta đã bị phóng tâm trong trạng thái giữ được trách nhiệm với điều chúng ta muốn giữ ý giới và không qua ý thức giới là nó chạy qua rồi đó. Đó là chúng ta thấy rõ rồi đó. Thế thì khi như vậy đó là chúng ta sẽ dừng lại cái trạng thái ý giới của một cái ý giới lại. Biết bác tử hiểu chưa? Tại vì ý thức giới nó có ba cái đường ra tạo ra thân lần và ý. Nếu người ta đã qua được cái ý giới, giờ chúng ta qua ý thức giới, thì lúc đó thân ta bắt đầu muốn hoạt động, ý ta đang suy nghĩ, quyết định hay không làm. Và lúc đó lời ta có thể thốt ra để chúng ta nói được một ý nghĩa mà chúng ta đang nghĩ trong đầu. Nhưng mà chúng ta có thể giữ lại cái ý giới lại. Như thế thì chúng ta đang từ ý giới mà phóng dật qua ý thức giới, từ ý thức giới ta trở lại thì một ý giới lại ta giữ lại ý giới kiềm hả thưa sư. Nếu mà khi cơn đau nó xảy ra và mình nhận thức được rằng là mình có một cái tâm tham rồi, tại vì cái tâm tham lúc cơn đau mà xảy ra đâu có tham được, là không, mình nhận ra được là mình có cái tâm tham và mình muốn ngừng cái cơn đau, cái đó là ái dục đang sanh lên, cái đó là tâm tham, ái dục đang sanh lên muốn hiện bài trạng thái đổi cái quay đi hay là nhất nhất cái thang bán này là sẽ nghe tiếp. Thì như vậy nó phải là mình đã qua cái ý thức giới rồi. Qua ý thức giới, ta tới ý thức giới rồi đó. Lúc đó là cái ý thức giới đang hình thành bởi một cái ý nghiệp, đang hình thành một cái ý nghiệp, và ý nghiệp đang muốn chuyển động qua thân nghiệp hay là qua cái lời nghiệp, ngữ nghiệp. Lúc đó đó là đang từ ý giới chạy qua ý thức giới, hình thành ra một cái ý nghiệp rồi nó muốn tác động lại cái thân, nhúc nhích không? Sửa quan nghi không hay là bỏ quan nghi ngồi đổi qua quan nghi đi, đó đó là cái trạng thái, đó là ý thức giới đang hình thành lên qua cái góc độ của cái ý nghiệp. Ý nghiệp mà mình muốn qua tới thân nghiệp nữa thì mình đi tiếp qua ý thức giới, trong ý thức giới, ý thức giới trong ý thức giới, kịp không? Lúc đó ta đã nằm trong tâm, ta theo dõi tiếp qua ý thức giới, rồi cái ý thức giới nhắc mình đi ra nữa là xả thiền hay là đổi quan nghi hay là nhúc nhích để mình sửa cái quan nghi đau, trạng thái đau, thì lúc đó ý thức giới tạo ra cái nghiệp đó, nghiệp đó, nghiệp đó. Một là mình đang nuôi dưỡng cái tác ý nghiệp, là trong đó mình chưa dừng lại trong chế ngự,
mà cũng chưa cắt đứt được cái nghiệp cũ, lúc đó mình chưa diệt trừ được kiết sự, lâu đó mình đang thành thành gà cái đó. Là thưa sư, và nếu mà khi mà cứ cơn đau mình tới mà mình ý thức được mình có cái cơn mà ái dục, mình có cái ái dục mình đổi lên là mình muốn thay đổi, thay đổi nhá, mà mình dừng cái đó mà mình nghĩ rằng là đó chỉ là một cái cơn đau của chúng ta, cái thế này nó hơi thở. Dạ, thì đúng. Thì lúc đó là mình đang làm cái đó là mình đang thu hút căn, đang thu hút trong ý căn và không hoạt động trong thân căn, là thu hút lục căn, là ý căn và thân căn. Rồi chế ngự của mình đó là không tham, và mình chế ngự được si là mình không có cái trạng thái si mê để nó lừa đảo mình, lừa gạt mình, là chế ngự được ba thì trong cái hai là tham và si. Những thứ nữa là diệt trừ, là mình không nuôi dưỡng tâm kiến này tội ta, mình lo mình sợ, đó là mình diệt được kiết sự. Kịp chưa? 5 giờ ha. Nghe chưa? Nó rõ như vậy đó. Nó hết sức là đơn giản, giống như lấy đồ từ cuối gà vậy đó. Rồi còn câu hỏi gì nữa cho sẽ nghe. Cứ tự đi, đi từng bước gì đó, nắm từng cái bước, step by step gì đó. Mình thấy rõ ý mình chạy qua trên dưới ta nào. Là đủ để mình gọi là có giữ được trách nhiệm. Hay là nó trách nhiệm, hai cái đó là mình dặn con mình đó, mình giữ được trách nhiệm rồi đó, là mình đi tới giai đoạn là gì, tính được trong cái quyết định của mình là đứng định trên địa mục, quyết định của mình là địa mục, định trên địa mục. Rồi từ đó mình phát sinh lên cái sáng suốt, rồi mình định ra đây, mình thấy được bản chất đó, là tuệ nó sinh lên được. Hiểu chưa? Rồi, vô hết rồi, à mai hả nữa. Không, các bạn hỏi đó, dạ sư nghe. Sư, hai chị về cái khi mà xúc và nó đi tới cái họ. Xúc và đi tới họ. Họ rồi, tại vì cái này, cái thân họ nó sau nó đến thì mình không có đi. Mình không có đi qua cái hành, không qua cái tường, cái hành. Thì mình chỉ có cái thức, nó quay trở lại. Là mình ở trong cái trong ý giới và ý thức giới, trong trần còn là trong ý giới và ý thức giới. Đó là cái thức của ý giới và ý thức giới. Mình đang ở trong cốt con, rồi cái mình tạo ra nghiệp á thì nó qua ý thức giới, còn mình dừng lại trong cái nghiệp không chuyển qua, mình đang ở ý giới, ý thức, mình chỉ biết rồi chứ không ra ý thức giới. Gần chưa? Để xin nghe. Con nghĩ là cái ý giới là phải cái thức của họ, gặp họ xúc là họ, họ là đau, mình bỏ tự hành cũng qua bước qua thức, tức thức là ý giới đây không? Dạ không, ý giới đây là khi quý tử đang đi qua từ cửa ngõ của lòng ngủ, nên mới có xài tâm tiếp thâu, tâm khai của môn. Còn nếu như quý tử đi vào trong cái lộ mà ý môn thì nó không có xài tâm tiếp thâu, từ khai môn nó đi thẳng vào trong động lực. Qua cái lộ ý môn á là nó không có tiếp thâu thẳng tánh đón định, mà ở đây quý tử đang đi từ ở chỗ trạng thái thân quý tử thọ khổ tê nhức khổ đau. Điểm đó đó, quý tử mới đi qua cái trạng thái ý giới hay là ý thức giới. Còn nếu như mà quý tử không có bị những cái tác động bởi những cái thân thức tê nhức khổ đau, bởi cái lộ ngũ môn, lộ thân môn, thì quý tử đang đi thuần túy vào trong cái trạng thái tâm. Nếu thì nó ở trong lộ ý môn, mà lộ môn á, mà nếu như mà nó không có trạng thái bị phóng dật thì tâm đang có chánh niệm để giữ đó, thì tâm động lực nó xuyên suốt cái địa ngục, nó không có bị phóng ra. Còn khi mà tâm ta không giữ được chánh niệm, tâm ta phóng dật lo nghĩ, nên là chúng ta chạy đó đây, chúng suy nghĩ tư tưởng ta ra khỏi địa ngục, ta đang theo dõi đó, thì lúc đó quý tử đang ở trong trạng thái ý thức giới thực sự, trong cái ý giới chỉ nằm ở trong cái lộ ngũ môn. Như nãy giờ xin nhắc là ví dụ như thân chúng ta bị tê nhức khổ đau thì lúc đó ý giới hay là ý thức giới, quý tử nghe kịp không? Còn nếu như tâm quý tử tham sân si, tâm phóng dật và tâm không trầm chỉ miên, buồn ngủ mê muội, lúc đó nó thuần túy là ở trong lộ ý môn, là chỉ ý thức giới chứ không phải ý giới. Nghe chưa? Tâm tình chưa?
Ủa nay ta học kìa, mấy tâm quả bất thiện sao ngày giới tới học người ta. Con thấy con áp dụng chưa ở này, nhưng mà con trong ngồi con áp dụng cái kiến năm chân, con thấy rõ hơn kiến năm chân. Dạ, con thấy rõ tăng kiến, đây là tăng kiến. Dạ, kiến năm chân con kiến năm chân là thấy rõ dễ hơn cái này. Dạ, thấy dễ hơn này hả? Dạ, con thấy dễ hơn. Cái nào cũng dễ hơn. Tại chưa quen, chưa có kinh nghiệm thôi, cái nào cũng dễ. Con nhìn cái này là con thấy rõ. Xin nói người ta nghe. Cái bản đồ đó là hình vuông, sẽ chỉ với từ góc này, mai sẽ chỉ với từ góc này, mai sẽ chỉ góc kia, có cái sẽ chỉ góc nào. Yeah. Nói chung là chúng cái bản đồ này nó tự đi lật qua chỗ này thôi à, cũng gần tới. Nhưng tại vì quý tử sẽ thấy quý tử chưa dùng được cái này, sẽ dùng được cái này cho quý tử. Quý tử chưa dùng được cái này, sẽ chỉ quý tử dùng cái này. Tập cho quý tử quen hết các câu chuyện, bối cảnh đó, là ta quý tử rút ra một cái kinh nghiệm của mình đó. Chào ông lửa cái con đường này của tôi đi, đọc đọc nhất của tôi nên nó gọi là gì? Đọc đạo ê cá và ná mắt vô là con đường duy nhất mà chúng ta tìm lấy được trên kinh nghiệm mình đi tiếp, cảm ơn đường nào giống nhau. Tôi nghe kịp chưa? À chưa. Tôi sư nói là khi mình gặp thế giới mà mình tương đối mình không có bước qua ý thế giới đó là lộn của môn đó. Dạ. Đó là lộn ngũ môn nha. Yeah. Chứ nãy giờ tôi đừng qua lộn cái lộ ý môn. Yeah. Lộ ngũ môn tức là cái tự bị tai với tôi nghe, đang nằm mắt với tôi thấy, người tôi đứng lại hay là tôi quay thế giới. Với tôi nghe thì nghe là ý giới, mà nghe mà còn qua cái trạng thái nghe để biết để làm gì đó là ý thức giới rồi. Người ta nghe đó, ý giới đó là lộ ý, lộ ngũ môn hình thành ba ý giới và ý thức giới. Còn nếu như mà lộ ý môn, chẳng hạn quý tư đang ngồi mà quý tư bị làm ngũ trường cái đã trong góc độ thiền chỉ, là quý tư bị hôn trầm, hoài nghi hay là trạo cử phóng dật, khỏi hành hay là tham sân, thì những cái lúc đó là những lúc đó là chỉ ý thức giới nó làm việc không à. Quý tư nghe kèm không? Ý thức giới làm việc không à? Nó không có ý giới. No, đâu có, chưa có. Nếu là xin nói trường hợp phóng dật ra nên cho là những trường cái đó có ý thức giới vẫn là thiện chứ. Nhưng dù chẳng hạn như tôi đang đi ý thức giới, giờ sẽ nói ý thức giới, tôi được khám khích được điều một, phân biệt được danh và sắc, thấy rõ được nhân quả của danh sắc, thấy được sanh diệt của danh sắc, tôi đi tiếp đó là ý thức giới hết á. Kìa, không, chứ đâu phải ý thức giới thuần túy mình góc độ là bất thiện, mà nó có cả hai mặt thiện và bất thiện. Tuy nhiên mình phải coi góc độ nào, độ nào, ý nghĩa đó, lộ đó, đó phần nghĩa đó mình nắm bắt tại đó trong cái giai đoạn đó là mình có chánh niệm hết. Thì tôi kịp không? Thì tôi đang đi qua lộ ngũ, đang tai lên nghe, ta cứ đang nghe mà ta mắt thì nhắn mà ta nghe có cái trạng thái người ta đi qua đi lại hay là kéo người ta tận hát ho, cái tôi đang nghe như gì đó, cái tôi nghe thì cắt liền ý giới, mà cái tôi còn nghĩ ai ho vậy ta, ho gì ho hoài vậy, phải là ý thức giới. Ý thức giới nên đó quý tử đừng có lộn mà sư nói rõ chút vậy đó để mà nắm được, kịp chưa? Rồi còn khi mà quý tử đang ngồi không có nghe, không có mở mắt thấy, mà cũng không có mũi ngửi mùi lưỡi không đem vị, thân chỉ có cảm xúc thôi, mà thân an tịnh hết sức an vui gì đó thì ý thức giới đang làm việc trong cái tâm thức đang phát triển ý mù của mình. Đã nghe kịp không? À, quý tử thấy được đây là hơi thở vô, hơi thở ra, hay thấy hơi thở sâu, hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở chậm. Cái trạng thái đó là quý tử đang làm trong cái lộ ý giới, tìm thấy được ý tưởng mình đang chạy theo những cái gì đang bắt được đề mục đó là ý thức giới. Còn thiện hay bất thiện, đó là thực tế đó. Ô, tôi ở thở này ngon quá, kỳ này ngon hơn kỳ trước. Thật ha, tôi thở này kỳ này xấu hơn kỳ trước, sang. Người ta nghe kém không? Đó, lúc đó tùy duyên nữa. Còn tùy bắt hiểu hậu. Đơn giản không? Đơn giản, tôi thấy nó đơn giản đó. Tôi tự nhiên tôi tiếp tục tôi theo dõi ý thức giới, thì ý thức giới. Nhưng mà có ngũ môn nó bắt vô, ngũ môn nó xẹt vô. Ý giới. Còn ý thức giới, mình qua không được ý giới, mình góp xuống ý thức giới. Ý thức giới là bên này có ý thức giới của lỗi ý, nó kết hợp từ ý thức giới nó tiếp từ lộ ngũ môn, hai nó kết hợp nhau cái mình tìm ra cái giải quyết đó liền.
ý thức giới của lộ ngôn ngôn nối tiếp từ nơi ý giới chuyển qua, và ý thức giới từ trong ý tưởng mình đã bắt biết được trong lộ ý môn, hai cái kết hợp nhau, cái nào mạnh thấy được cái đó ra được thực tế. Hiểu không? Tâm trong tâm, pháp trong tâm, tâm trong pháp, pháp trong tâm, tâm trong tâm. Thấy chưa? Đơn giản lắm, mà tại vì chưa có kinh nghiệm thôi, nhưng mà sẽ mở cửa hoài. Mở cửa này ra, mở cửa kia ra, với tôi đi 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 một hồi, chứ có lọt ca luôn, góc hố luôn. Rồi ra có góc hố, rồi sợ. Sẽ ra, sẽ ra. Rồi. Có mắt một cảnh, khi cái lộ ý môn nó vô rồi, rồi thì cái bộ lộ ngũ môn sẽ stop. Đương nhiên, khi mà lộ ý môn đã hình thành rồi đó, thì lộ ngũ môn nó lui làm sao để cho nó mặt trở lại lúc ý môn thôi. Ý môn lúc đó nó có góc độ là ý thức giới, cho nên ý giới nào. Ý môn thuần tí, thì ý thức giới thuần tí. Còn ngũ môn vừa có ý giới vừa ý thức giới. Rồi thì mình bắt cái lộ ý môn, của ý thức giới của lộ ý môn là kết hợp với lại ý thức giới của lộ ngũ môn. Người ta nói lộ môn thì chỉ kéo mình lộ môn. Cô nói đâu mà lộ ngũ môn đâu nữa. Thì cho cô nói. Đặt câu hỏi người ta dọn đổ thừa là sư. Cô đang nói lộ ý môn, lộ ý thức giới. Rồi từ đó. Cô có cái lại đó là tên tôi kết hợp với lại ý thức giới của lộ ngũ môn, rồi mình soát ra cái vệ của mình. Đương nhiên. Nhưng mà đó thì cái lộ ngũ môn nó đã trở vào quá khứ rồi. Đâu, nó đang ở trong lộ ý thức giới, là nó qua ý thức giới. Lộ ngũ môn á, nó có hai ý giới, nó còn nằm trong lộ ngũ. Mà nó ngớt qua ý giới và nó vô ý thức giới thì lộ ngũ môn nó đã chìm qua lộ ý môn của tiếp nối của lộ ngũ môn ám nè. Rồi lộ ý môn mình ở dưới đây mình bắt lên nữa là ý thức giới, bắt vô ý thức giới của lộ ngũ môn. Chánh pháp, tương tự như chánh pháp vậy. Hiểu chưa? Như là hai cái ý thức giới hay sự? Hai ý thức giới, một ý thức giới từ lộ ngũ môn chuyển qua từ ý giới. Còn một lộ ý môn của nó có ý thức giới, nhìn nó thấy được ý thức giới từ nó lộ nguồn nó tới. Bắt cái là đó, nhìn sách hay sanh diệt. Ý môn của ý thức giới, ý môn là chính. Còn ý thức giới của lộ ngũ môn chỉ là sự chuyển tiếp để cho ý môn của ý thức giới quyết định. Được chưa? Hiểu không? Ý thức giới của lỗi môn là headquarter. Dạ. Luôn luôn là trung tâm. Đồ não hoạt động hết tất cả và quyết định hết tất cả. Còn ý thức giới của lỗi môn chuyển qua, nó có là một chi nhánh đó, ý thức giới của ý môn bắt biết. Làm góc đường trước rồi. Bây giờ xin nói tôi nghe nè. Dạ sẽ nói tôi nghe nè, con nhện và màng lưới nhện. Con nhện và màng lưới nhện. Con nhện nằm trong cái màng lưới nhện, nằm ở trên trung tâm. Đó, là nó biết nó đang nằm ở trong màng lưới nhện. Và con ruồi nó bám vô góc độ nào, ở cái nhánh nào của màng lưới nhện, thì cái nhúc nhích đó nó báo về. Cái nhúc nhích đó là nó đã là ý thức giới. Còn con ruồi nó đang bay sắp sửa tới trong cái màng lưới nhện là ý giới. Thì con nhện nó sắp biết, nhưng mà nó lọt vô rồi đó là ý giới đã được nghe từ con người sắp sửa tới và đã lọt luôn lưới nhện. Và ở góc độ nào ý thức giới từ nơi con người nó lọt vô đó, ý thức giới nó biết, thì ý thức giới này bắt đầu là ra giải quyết. Hiểu chưa? Dạ. 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 Ý thức giới sao tâm trở, nó là tâm ý thức, là tâm biết cảnh pháp, là tâm tâm lực, là cho tâm sở. Tâm sở không có nói trong này, nó tâm không phải. Ý thức giới của tâm ý môn giải quyết. Ý thức giới được truyền từ nơi lỗ của môn. Hãy đó. Để mà, thì giờ xin nói này nha, giờ tê nha, tê không? Thì khi mà tê, mình
mình chỉ niệm thấy tê thôi. Mà nếu như không qua được cái niệm tê đó thì cái tê nó bắt đầu nó đi qua tới ý thức giới là gì? Muốn đổi ý thức nhất, hay là muốn đổi quan nghi, hay là chúng ta muốn xả thiền. Ý thức giới đang hoạt động từ cái tê của ý giới đang bắt đầu đánh vô trong ý thức giới của lỗ phổ môn phải không nào? Để đó mình bắt đầu ý thức giới của nó từ ngủ qua tới ý rồi đó. Còn cái anh ý thức giới của lỗ phổ môn đang nhìn xuống thấy cái tê này là cái tâm đang dao động từ nơi đó đó, quyết định, quyết định không cho thì ý thức giới của ngũ môn chắc chắc cứng là tao đó. Còn biết cho thì ý thức giới chiều ra đó theo ý thức giới của ngũ môn và ý thức giới của ý môn hành động dưới ý định của ý thức giới của ngũ môn đã tác động lên. Ý thức giới của ý môn là phải làm sếp, ông sếp của người ta nói đây là bắt đầu còn sếp nữa rồi, sếp nữa. Em biết gì con vậy chứ? Rồi chưa, đọc lại chứ, rồi sẽ nghe. Do đó, giờ sẽ nghe. Sẽ nghe. Dạ, như là Phật Kính Sư, dạ, tháng 5 tháng 10 ấy, chúng con có được thiên thai nghỉ đó. Mà con không biết Sư có thể, con biết là một số người cũng không có available lúc đó, nhưng mà con không biết là Sư có option có thể một ngày, giống như là chúng con học ở đây nhưng mà một tiếng đồng hồ nó cũng có đủ không đủ à? Dạ thì có tôi thể thấy đủ rồi anh có ngồi dài nhiều mà đói đó xin cho chúng con một ngày coi là một ngày ở đâu? Dạ ở trên tâm là ở trên tâm là tiếng tâm áp nghe sửa nha chúng con lên rồi một ngày dạ cũng được quyết tử tùy quyết tử à tại bây giờ sư nói tự nghe thân như sư như tấm lỗ đào nhưng mà phải coi cái trong ban tổ chức cho nó đủ người không là làm à tất nhiên lúc nào sư cũng bảo thái tướng cũng tăng quá sư đâu có đi đâu nhưng mà tại mình có người không có hợp tác với nhau đúng không cho đó thì mình mới thấy ủ tội nghiệp đúng không tử lúc trời ơi ngọc quý mà có một cái cả xài cứ để cho riêng còn mới có bỏ tủ hoài hiểu không. Dạ thưa, nếu mà cái ngày đó mà ai có thể đi được, con nghĩ là nếu mà tổ chức không có tổ chức bàn lại, dòng nói chuyện với nhau. Dạ, còn cho xin hay thôi. Bàn lại, nói chuyện với nhau thì cho xin hay thôi, không có gì cho ngại. Dạ xin nghe. Không, không, xin thông báo, cái này là các phương tử. Dạ, vậy sao? Mỗi chợ, dạ, cũng biết hết rồi, không gì nữa. Không có thông báo, ai cũng biết hết rồi. Mình đừng nghĩ bây giờ mình có thứ bảy làm tuần hàng hai tuần xin sư một ngày hôm nay có con người nó không nghĩ thực sự thì mình xin sư thứ bảy nó cái nói đừng đồng ban đừng nói sư nghe mấy phụ bàn chào thì chu nhà sư rút động đấy đó để xin giao động cái đó chưa còn gì thắc mắc không không ta ra về hôm bảy chưa rồi chúng ta ra về quan hỷ ha rồi chúng ta